tha burisa phu ga la tăng nếu đêm chia thì có tam bậc tăng đã đăng đạo cùng tu đà hường tăng đã đăng quả tu đường tăng đã đăng đạo tư đà hàm tăng đã đăng quả tư đà hàm mà tăng đã đăng đạo quả a na hàm mà tăng đã đăng đạo quả a na hàm tăng đã đăng đạo a la ha tăng đã đăng đạo quả a la ha e pha ga wa to sa wa ca sang kho chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật a hô nay vô các ngài đáng thọ lãnh bốn môn vật dụng của tín thi ở phương xa đêm đến dân cúng cho những người có giới hạnh. Ba hôm nay vô các ngài đảng thọ lãnh của tín thi mà họ dành để cho thân quyên cùng bào bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng cho các ngài. Đã khi nay vô các ngài đảng thọ lãnh của tín thi tịnh ly nhân quả đem đến dân cúng. A cha ly cha ly kha ra ni vô các ngài đảng cho chúng sanh lễ Anuttarang Bunyang Khe Tăng Lô Ca Sa Ti. Các ngài là phước điền của chúng sanh không ai bị kịp. Na Thi Mê Sa Ra Năng Anh Nhân Sang Khô Mê Sa Ra Năng Qua Răng E Tê Na Sanh Qua Chi Na On Tu Mê Cha Ra Măng Ngã Lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có Đức Tăng là quỷ báo nên con phải hết lòng thanh kính mà nương theo. Đang cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm đều quán tưởng phải thường sắc ra. Ta đây phải có sự già thế nào thánh thoát lung qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang thế nào thánh thoát đặng an mang lành. Ta đây sự chê sẵn dành thế nào thánh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt sao tạo ra từ mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kế tường. Sắp bề sách ta quê ra hồn tu su khi ta hồn tu ni tuân kha hồn tu. Abaya pat cha hon tu aniya hon tu niha yuka hon tu aroga hon tu sambanti sammi chan tu sukhi anta nang bari yan ran tu dukkham ban ta cha nip dut kha payam ban ta cha nip pa ya so kham ban ta cha nip so kha hon tu sắp bề bì bà ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trai lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lường, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Ukha samayam phan te vi sung rakhanatha yati saranena saha pancha sila niya chama. Bạch ngài chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dâm bi ma dâm phành tê quy sung rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha pành cha si la ni ya cha ma
Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dâm bi ma dâm phành tê quy sung rắc khanh ha dạ ti sa ra nê na sa ha pành cha si la ni dạ cha ma bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và dạ, nam mô bút tha dạ con kính thỉnh ngài từ bi hoan hỷ và truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con xin kính nhân biết lại cho ngài. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cái chuyện có lẽ chị Tôn Thầy Đức Tăng em kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thầy nam tín nữ, thiền hữu trí thức chị Tâm Phương có tác bạch thì tăng quy và ngũ giới chưa? Hay là mới tụng kinh Tam Bảo xong? Alo. Rồi ha, rồi. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới để đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa lợi đăng gai cha mi con đem hai lòng thành kính xin quy Phật. Đăng sa lợi đăng gai cha mi con đem hai lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khăn sa lăng gai cha mi con đem hai lòng thành kính xin quy tăng. Đô ti yam bi bồ đăng sa lăng gai cha mi con đem hai lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, đô ti yam bi đắc măng sa lăng gai cha mi con đem hai lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, đức ti âm bi sanh thân ta năng ca cha mi con em lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì, ta ti âm bi bồ đăng ta năng ca cha mi con em lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, ta ti âm bi đắm măng ta năng ca cha mi con em lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, ta ti âm bi sanh khăn ta năng gai cha mi con em hai lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba, dạ bụt thăng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham măng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khăn sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đu ti yam bi bút thăng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, đu ti yam bi thăm măng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, đu ti yam bi sang khăn sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì, ta ti dâm bi bút thăng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, ta ti dâm bi thăm măng sa ra năng ga cha mi
Con đem hết lòng thanh kính xin quy pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi sanh khăn sa ra năng ca cha mi. Con đem hết lòng thanh kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca ha năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê và xin vâng. Oh my God. Ma na pi ba ta vê ra ma đê si kha vê răng sa ma dạ mi. Còn xin quan dự điều học là quy tánh xa sư sát sanh à đinh na đa na quê ra mặt đi sư khâu bất đăng sư mạch dạ ông bi. Còn xin quan dự điều học là quy tánh xa sư trồn cốc cà mê su mi cha cha ra quê ra mặt đi sư khâu bất đăng sư mạch dạ ông bi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sư tà hạnh mụ sa hoa đa quê ra mặt đi sư khó bất đăng sâm mạnh dạ mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sư nắm dôi sư ra mê ra yam an cha pa ma đất tha na quê ra mặt đi sư khó bất đăng sâm mạnh dạ mi. Còn xin quan dự điều học là quỷ tránh xa si dị du uống rượu và các chất sai. Dạ mana ti pa ta quỷ ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Còn xin quan dự điều học là quỷ tránh xa sự sát sanh Anina dana về ra ma ni si kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin văn dự đều học là quỷ tinh xa sự trộm cắp ca me su mi cha cha ra về ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin văn dự đều học là quỷ tinh xa sự tà hạnh mu sa wa da quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin văn dự đều học là quỷ tinh xa sự nói dối su ra me ra da ya mat cha ba ma da tha na quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin văn dự đều học là quỷ tinh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Nếp mà nếp bánh cha sẽ khá bạc đá nếp xa thu căng ca tu hoa ngâm bá mai đê nê nếp cha ca lăng xâm mà rắc kỳ tóc băng. Chư Phật tử sau khi tọa trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi phải ráng mang dự hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. À ma phần tê dạ chúng con xin vâng. Sile na sukha tinh dân ti sile na phô ca sâm bạc đàn sile na lê phô tinh dân ti ta sâm ma si lâm quỷ sô tha dê. Các chúng sanh được sanh về quay trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các thế cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thụ sa thụ lành thay Út ta măng ghê na quan đề hăng ba đa ba sâm và ruột ta măng
Bụt thề yô ca li tô đô dô bụt thô kha mát tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật. Là đảng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đêm Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quanh đê hăng thăm măng cha đu vi thăm và răng thăm mê vô ca li tô đô sô thăm mô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quanh đê hăng sang khăn cha đu vi thô tam măng sang khế vô ca li tô đô sô thăng khô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính nhân biết lại gia sư, dạ nhầm sư phúc chúc cho đạo tràng chúng con cho trọn. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhanu pavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhamma nu pavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sangha nu pavena sada sothi Phật tu tên tất cả hành phúc hạnh có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Tề thân là tha su vi ta bồ đà na ha bồ tát sa sa ne a ro ga su vi ta ho tha sa ha sa bê hiện nhà tiệt phi, cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiên căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ nay cho đến siêu sanh niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kịp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng đô, nguyện thoát bao tay nước lửa bình, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kế cha, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tam tham ái lợi danh, nguyện tu tinh tăng không giải đài, nguyện sao nhân loại ráng tu hành. Chư thiên ngự trê như không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tăng ngõ hầu diệu sanh, dân kiên chi cú sa la cầm măng ca ta bằng ki đi dân ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng dê sát ta say ni no a thi dê sát ta say ni no ca tăng mô nha pha lăng may hăng sắp bê pa ghi pa quanh tu tế dê tăng ca tăng su đi tăng đi năng
nu nắp pha lăng ma ya ye cha san ta na ya năng ti đi để qua gần tòa ni quê đa dùm sắp bê lô ca hi ye san ta chi quan ta chi quan ta ra hệ tu ca ma nu nhang phô ya năng sắp bê la phan tu ma 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 se ta sa ti vừa căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành diệu nên đều là vượt bao vững bền có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an vừa có hồi hướng văn ban chúng sanh ai biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được dài lại đêm hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca khàn bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thao phước bao cung dường hóa thành thực phẩm mũi hương thỏa lòng y đăng vô nát nhân hòn tu su khí ta hòn tu nha ta vô y đăng vô nát nhân hòn tu su khí ta hòn tu nha ta vô y đăng vô nát nhân hòn tu su khí ta hòn tu nha ta vô do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyển thuộc của chúng con đã qua vạn cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui y đằng qua ta người ta mẹ buồn nhân đa năng a sa quan kha ya qua hành hồn tu anagata ta gat tê ca lê xin cho sự phước thi mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là muốn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi trong ngài vị lai và nam mô bút thai giá nam mô tham ma giá nam mô sang khai giá và con tâm phương con hôm nay con tụng kinh tâm bảo do phần phước này con xin chia đều cho tất cả Phật tử được an vui trong Phật pháp và con xin dâng biết lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ Di Tôn Thiền Đức Tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý nữ. Kính chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu tri thức. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Tăng Araha Đi Cô Nạc Sang Vô Tăng Bồ Đăng Sê Lạc Sa La Ma Mi Tăng Chà Bồ Đăng Y Mê Sa Ca Rê A Phi Cung Chà Gia Mi Hồng Danh Phật Nhiệm Màu Ứng Cung Chánh Biến Kỳ Minh Hạnh Đủ Đầy Đức Ân Thiền Thệ Cao Dầu Bậc Thế Văn Giải Chỉ Bày Chân Tâm Vô Thượng Sĩ Phát Thân Tình Diệu Phật Trường Phu Đường Ngược Độ Sanh Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành Phật Đà Tuần Giả Thế Tôn trong đời Tăng Xoa Kha Ta Đi Quan Sang Vô Tăng Thầm Măng Sê Lạc Sa Nam Ma Mít Tăng Chà Thầm Măng Y Mê Hí Sạc Ca Rê Hí Ấp Kỳ Pung Chà Gia Mị Pháp Vi Diệu Cha Lành Kéo Dài Lìa Chánh Hôn Giác Ngộ Hiện Tiền Vượt thời gian chứng vô biên sắc na đại ngộ hoặc nhân liệu tường đạo vô thường đến rồi thấy rõ hướng thường tâm thoát ngộ vòng trần chỉ nhân tự ngộ giả chân diệu thường tình lạc pháp ân nhiệm màu
tăng sanh khai tai đi con là sanh vô tăng sanh sanh sẽ là xã nam ma mi tăng cha sanh các nghi mê hi sắc ca rê hi a phi pu cha già mi bậc diệu hành thinh văn thích tử bậc trực hành pháp lữ thiền gia bậc như lý hành tăng già bậc chân chánh hành dưới tòa thế tôn thành đạo quả vun đôi tám chúng đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niềm thỉnh chúng vô thượng phước điền thế gian đa tình ác tế giá sa quan đa mỹ do nhờ quái đức của chư Phật do nhờ quái đức của giáo pháp do nhờ quái đức của chư tăng nguyện cầu hồng ân tam bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần đáng dương ân đức tam bảo đã xong. Hôm nay bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng ngày đầu tuần, thì chúng ta có nửa tiếng đồng hồ. Trong nửa tiếng đồng hồ này, thì chúng ta sinh hoạt tùy duyên. Tùy duyên ở đây có nghĩa là chúng ta hãy nhìn vào thực tế. Trong cái ngày đầu tuần, chúng ta nhìn lại chính bản thân của mình, có những khuyết điểm, có những ưu điểm, có những sở trường, sở đoản như thế nào, để rồi chính bản thân của chúng ta và trong đạo tràng Pháp hội, chính quý vị là những vị thầy, những vị quan tòa nhận xét, coi rằng trong tuần vừa rồi chúng ta có sơ sót gì, chúng ta có dễ vui như thế nào, chúng ta tu tập có được tiến bộ hay không. Thì chính trong ngày hôm nay, xin Tâm Phương đến với Pháp hội, nhưng mà trong cái phần lễ bái tam bảo cũng có những cái chỗ hơi phóng tâm, và xin Tâm Phương đã để cho chúng ta thấy những cái chỗ phóng tâm đó. Ví dụ như về cha bút tha a tì tà, nhưng mà câu cuối a hằng thầm mà, chứ không phải là thì như vậy chữ về cha bút tha ở trên này bút tha mà ở dưới là thầm mà, thì chứng tỏ rằng Sĩ Tâm Phương vừa đi chùa Thái ha, và tâm trạng cũng một là phấn khởi, hai là cũng bị phóng tâm. Rồi trong đoạn cuối Anagate Kale, làm trong hiện tại mà nghĩ đến tương lai, thì quý vị nghĩ như sao? Bây giờ chúng ta đang hồi hướng nè, thì hồi hướng bây giờ thì chúng ta biết bây giờ tại sao cũng Anagate Kale. Câu đó nó để cho chúng ta trong tương lai mới có kết quả, mà bây giờ chúng ta đang làm thì chúng ta biết rằng chúng ta đang làm bây giờ, chứ không phải là chúng ta làm bây giờ mà để trong tương lai rồi cái mới có những cái này cái kia. Hay là ví dụ như hôm nay đói bụng thôi để ngày mai ăn luôn, thì quý vị nghĩ sao? Thì tới chùa, cái động từ của nó hô tú là đủ rồi. Chúng ta làm bây giờ, chúng ta biết bây giờ. Thì Sĩ Tâm Phương, thời gian sau này rất là tiến bộ, rất là tiến bộ, bởi vì trong cái dòng kinh có những cái sự thay đổi và thành công rất là nhiều. Nhưng mà mong rằng Sĩ Tâm Phương hãy nhìn vào trong đó từ từ mà đọc, để rồi chúng ta đọc cho nó đúng giọng thì nó tốt hơn. Khi mà chúng ta hồi hướng thân bằng quyến thuộc, hồi hướng đến chư thiên, thì trong cái phần hồi hướng đó thì chúng ta phải đọc sao cho nó đúng. Cái vấn đề là chúng ta phải đọc đúng để cho các cái vị đó hoan hỷ. Nếu còn bây giờ chúng ta đọc coi như bị bắt một tí thì các ngài cũng đâu có quan hệ ha, mà nhiều khi chúng ta thỉnh chư thiên các ngài đâu có quẩn đâu ha,
mà chúng ta đọc sai nữa thì có thể đó là một cái kiểu mà coi như mình giỡn với các ngài ha, ở trên đầu trên cổ của chúng ta. À, các cái vị đó mình đã tôn trọng, mình đã thỉnh các ngài tới đây chứng minh. À, thì bây giờ mình phải đọc sao cho nó trúng một chút. À, chứ nếu mà chúng ta phóng tâm, chúng ta đọc sai, hoặc là nhiều khi thỉnh pháp sư ha, tức là trong cái bài mà vị Phật đại phong thiên sa hầm bát tí thỉnh Đức Phật thuyết pháp, mình cũng đại diện cho ngài sa hầm bát tí, mà mình đọc và nó cái giọng mình nó hơi lệch đi, nó không được chuẩn lắm, thì các ngài nghe các ngài nó ôi mấy cái ông Việt Nam này đọc Bali mình đọc cái kiểu gì kỳ cục nghe không được. Rồi các ngài đâu sớm có quan hỷ hả? À, các ngài cái nghe tới cái tên của mình sa hầm bát tí cái này, các ngài đã hơi chao động rồi lắng nghe. À, có người đại diện cho mình thỉnh pháp sư. Hồi trước thì mình thỉnh Đức Phật, còn bây giờ người ta mượn danh mình để thỉnh pháp sư, nhưng mà đọc cái giọng nó không được ổn lắm, thì các ngài cũng nói ô không được, mượn đồ heo mà bán cái gì đi chứ không phải bán thịt heo. Thì như vậy các ngài cũng buồn ha. Cũng ngày hôm nay là ngày thứ hai, nhưng mà Sích Nhật Quỳnh đã đưa cái banner lên là ngày Chủ Nhật. Quý vị thấy đạo tràng đang nghe ngài Thiệu Tông thảo luận Phật pháp. Tức là ở đây không phải nói lên cái khuyết điểm của quý vị, mà nói lên cái vấn đề chúng ta phải tập trung để nhìn lại chính mình những cái sai sót, cũng giống như cá nhân của chúng tôi. Khi nãy Sích Tâm Phương đã thỉnh truyền quy giới, nhưng mà chúng tôi nghe hình như chưa hay sao, chậm chạp bước vô mới hỏi lại. Nhưng mà thật sự thì Sích Tâm Phương cũng đã thỉnh rồi. Giờ này thì quý vị biết ở Việt Nam mơ mơ màng màng, cho nên cá nhân của chúng tôi thấy nó cũng có nhiều khuyết điểm ha. Thì mong rằng nửa tiếng đồng hồ này chúng ta thư giãn, gọi là tùy duyên, mà trong cái tùy duyên đó thì phải thích nghi, phải thích nghi. Cá nhân của mình có lỗi thì biết rằng cái lỗi này không nên tái phạm, nhất là chính cá nhân của chúng tôi. Và trong đạo tràng này cũng có nhiều cái nickname chúng tôi cũng không biết chào hỏi thế nào, cho nên chào trung trung. Ví dụ như cái nickname Tâm Hạnh, không biết là nam hay nữ, Kim Lê không biết là nữ nè, hay nam, Hạnh Kiểm hoặc là Đồng Khánh, rồi ai nữa đây, Tàm Quý, Hậu Chùa Phước Quang. Tại sao mà ở phía trước mà ở phía sau chùa chi vậy không biết nữa. Đó thì chúng tôi không biết là phải chào hỏi thế nào. Mà một trong những cách giao thiệp để có sự tôn kính là Padisantha Ragaravo, tức là trong tôn kính trong sự giao tiếp. Đây là một cái điều quan trọng. Mà bây giờ mình không biết đối tượng là ai, biết người, biết ta, thì trong trận trong thắng phải không? Nhưng mà bây giờ mình không biết mình là ai mà thay địch, mình cũng không biết họ là ai. Thì bây giờ làm sao đây? Thì trong cái vấn đề giao tiếp á, chính không biết được cái giới tính của họ là nam hay nữ để mình chào. Cho nên chính cái vấn đề này rất là khó khăn đối với chúng tôi. Rất là khó. Bởi vì ví dụ như bây giờ Sích Kim Nhung này, chúng tôi gặp rồi ha. Rồi Sích Sích Hồng Mai ha. Sích Hồng Mai chúng tôi cũng đã gặp rồi. Hoặc là Sích Nguyên Tịnh chúng tôi cũng đã gặp rồi ha. Thì Sích Mita, Sích Nhật Quỳnh, vân vân. Những người Sích Tâm Phương, những người mà chúng tôi gặp á, thì chúng tôi cảm thấy rằng
có một cái sự thân thuộc, có một cái sự thân quen, và chào hỏi rất là dễ có sự thân tình. Còn những người chưa được quen á thì chúng tôi vẫn ngại. Ví dụ trong những cái nick name này có những chư tăng, có những vị hòa thượng, rồi chúng tôi trong còn là tín nữ hành kiếm biết Phật đạo được 4 năm, sa tu bây giờ dám gọi là siết hành kiếm mà cái vị này thì cũng trưởng lão rồi quý vị ơi, 99 tuổi rồi, cũng già rồi, chúng ta cũng nên tôn kính ha. Ơi sa tu là biết được một vị. Còn hậu chùa Phước Quang này tại sao trốn ở sao chùa mà lại lên sinh hoạt đấy ha? Trốn ở sao chùa lên sinh hoạt phiên mạng 50 tuổi vậy mà sao thấy để trong này 99 nè, vậy là tưởng 99 tuổi này nha. Ơi sa thú còn tiền hậu vậy là đây cũng biết đây là một người nữ, đây là gọi bằng siết ha. Rồi quan hệ như vậy thì bây giờ đã gọi là sinh hoạt tùy duyên thì chúng ta siết lại gần nhau để tạo một cái sự thông cảm, và trong cái sự cảm thông đó thì chúng ta cảm thấy rằng thân quen, thân mật, thân hữu, và chúng ta sinh hoạt nó với mình. Sư Phước Hiền không ha, rồi xin hạnh kiểm. Wow, sa thủ. Như vậy thì bây giờ xin Nhật Quỳnh ơi, bỏ cái bên ở phía trên đi. Hôm nay là ngày thứ hai chứ không phải là chủ nhật ha, ngày thứ hai. Bỏ cái bên ở trên, chúng ta có nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà nửa tiếng đồng hồ này mà nếu mà để cho siết kim mà nói chuyện thì không đủ, quý vị thấy khổ không? Rồi thay bàn tay của siết Nhật Quỳnh, xin mời. Chúng tôi rất là tôn trọng những bàn tay, xin mời ha. Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con sám hối với Ngài, tại vì bên con là ngày Chủ Nhật, mà hơn nữa là bên con mưa bão nên mưa ở ngoài trời nên mưa trong lòng. Lúc nãy con đã nhận được cái bài học của huynh Pháp Hữu rồi, nhưng mà con tự nhiên con mở ra lúc mưa ầm cái con đã nói ủa tại sao mình lại con không có đưa cái bài cái của huynh lên mà lại đưa cái bình của ngài Liễu Tâm, mà con còn sửa ngài nữa chứ. Nhưng mà con thấy có tấm hương lễ bái Tam Bảo nên con chạy ra ngoài, con lo công việc ở ngoài. Cái hồi con chạy lại thì con thấy Thi Lâm bị em nói là bữa nay thứ hai mà ngài Liễu Tông mới trả lời nữa, thì con đã sám hối rồi. Nhưng mà ngặt nổi cái banner này làm rồi thì nó không có xóa được. Hồi nãy con đã thấy rồi, con xóa nhưng mà nó không cho con xóa. Bây giờ chỉ có cách là con lắp cái banner của Quỳnh Pháp Hữu vào thì nó mới xóa được thôi. Nhưng mà giờ đang sinh hoạt tùy duyên, nếu con đưa lên con sợ không tiện nên con sám hối với ngài và đạo tràng. Và sẵn dịp sư nói về lễ bái Tam Bảo thì con cũng xin ngài, nếu trong cái lễ bái Tam Bảo và thọ giới con có sai điều gì, sẵn dịp đây ngài chỉ cho con để con sửa luôn, để cái hồi con không biết mình sai. Thực sự là nhiều khi mình cầm bích mình sai mình không có biết, nên sẵn dịp này ngài chỉ dạy luôn giùm, nếu con sai chỗ nào con xin được sửa ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, một lần nữa con xin sám hối với ngài và đạo tràng.
do mưa ngoài trời và mưa trong lòng nên là con đã phi phân tâm. Dạ, con kính nhân mít đến ngày ạ. À, sa thú sa thú xích nhật quỳnh. À, đúng là mưa ngoài trời, mưa trong lòng. Ở Việt Nam thì cơn bão số 5 đã trôi qua và thành áp thấp nhiệt đới. Nhưng mà ở bên Mỹ thì bão ngoài trời, bão trong lòng. Và nhất là những người lớn tuổi thì bị ảnh hưởng rất là nhiều. À, quý vị thấy sinh nhật quỳnh sinh hoạt trong Pháp Cú Kinh chuyên đề, trong Buddha Thâm Má, rồi trong cái Luân Phật Giáo Năng Quyền bị chi phối rất là nhiều. À, chính vì vậy mà có những cái vấn đề bây giờ phải xóa cái này rồi mới phải điền vô cái kia mới được, chứ không phải không. Chúng tôi xóa rồi nhưng mà không có điền cái gì hết, cho nên vẫn còn nguyên cái pano này. Xích Nhật Quỳnh chỉ cần xóa rồi đánh lại. Đánh lại là Nam Mô Bụt Thà Gia, thứ hai 22 tháng 9 2020. Đạo tràng đang nghe Huynh Pháp Hữu thì gì đó, thì coi như là xóa cái là đánh lên cho là nó vô thôi ha. Hôm nay chúng ta sinh hoạt tùy duyên, tức là cái ý của chúng tôi muốn nói rằng trong những giây phút ngắn ngủi này, chúng ta có những cái thắc mắc, có những ưu vượt khuyết điểm, để rồi chúng ta chỉnh sửa lại cho nó thích nghi với cái hoàn cảnh bây giờ. Một tuần chúng ta đã sinh hoạt qua thì trong một tuần đó cũng có ưu và khuyết. Ưu và khuyết thì hôm nay là cái ngày mà chúng ta có thể là phê và tự phê. Nhưng mà cái mục đích ở đây không phải là nhìn cái lỗi người ta, mà phải nhìn lại chính mình. Phải nhìn lại chính mình để coi mình có tiến bộ được cái gì hay không. Đi tu là để thấy mình, chứ không phải đi tu là để rình người ta. Không phải là mình bươi móc, mình không phải là tìm những cái lỗi của người khác. Mà mình phải nhìn lại chính mình để coi rằng mình tiến bộ hay là mình thụt lùi. Đó là điều quan trọng. Thì quý vị cũng quan nghĩ nói như vậy thì bây giờ đối với những vị mới mới nè, điều trước tiên quý vị sinh hoạt trên cái room này, quan trọng là quý vị cầm được micro. Và khi cầm được cái micro là quý vị có thể bày tỏ cái nỗi lòng của mình. Trong cái trường hợp chúng ta học, chúng ta phải hỏi. Nhưng mà giờ cầm micro không được, làm sao phải hỏi? Đó. Chúng ta thắc mắc chỗ này, chúng ta nghi ngờ chỗ kia. Nhưng mà bây giờ làm sao mà mình bày tỏ? Mình chát lên một cái câu nói. Khi mình chát lên những cái câu hỏi như vậy, nó cũng không nói hết được cái nỗi lòng của mình. Mà cầm cái micro được á, tự nhiên mình thấy là mình tiến bộ, mình thành công. Thành công. Thì bây giờ có những vị ví dụ như Sức Hạnh Kiểm là 1 ha, Sức Hậu là 2 ha. Bây giờ mời quý vị hoan hỷ cầm cái micro để coi như là trước tiên là chúng ta học, rồi chúng ta phải hỏi công như thế nào để rồi chúng ta hiểu được cái cách thức để cầm cái micro ha. Rồi chúng ta mình nhớ được những cái cách thức như vậy, rồi chúng ta thực hành làm sao cho nó nhuần nhuyễn ha. Học hỏi hiểu nhớ, học hỏi hiểu nhớ để rồi chúng ta thực hành. Đó là một cái điều quan trọng. Rồi bây giờ chúng tôi mời hai vị ha. Sức Hậu là 1 ha, rồi Sức Hạnh Kiểm là 2 ha. Xin quý vị cứ hoan hỷ tập đưa tay lên rồi tập cầm micro. Còn nếu quý vị thấy nói rằng đưa tay lên lâu quá, thôi bây giờ quý vị chụp ngay cái micro của chúng tôi đi, là quý vị thoải mái.
để thử cái phương pháp trình tự. Trước tiên là chúng ta đưa tay lên, cái thứ hai là khi người ta cho đồng ý, người ta nhường micro thì quý vị cầm cái micro, cầm cái micro đó, rồi quý vị tự giới thiệu nè, tôi KPC Số Quân ha, sức khỏe đi làm ha. Bây giờ chưa tới giờ đi làm đâu ha, bây giờ chưa tới giờ đi làm, mới Việt Nam mới 4:45 54 phút à, đi làm gì mà sớm quá vậy, chắc đi làm xa ha. Phải chuẩn bị, nhưng mà bây giờ phải chuẩn bị. Cái chuẩn bị trước tiên là cầm micro lên chào hỏi bà con, xong cái đi làm có thấy nó yên tâm hơn ha. Rồi mời sĩ hậu trước. Sĩ Tâm Phương hả? Rồi sao, để cho những vị mới thử coi âm thanh thế nào, để rồi các vị đó vào sinh hoạt với chúng ta ha. Rồi sĩ Tâm Phương có ý kiến gì ha? Dạ Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ đúng ra là con không chuyên giơ tay, nhưng mà con phải giơ tay là vì mình không biết là hai cái bạn đó chắc là nhỏ tuổi hơn mình, nhưng mà mình cũng xin nói luôn là mình là một Phật tử, nhưng mà bị thầy là nhắc nhở rất là nhiều, vì thầy cũng có nói rằng là mình đi tu là mình tự sửa cho mình, nhưng mà mình sửa hoài không được thì cũng nhờ sư sẽ chỉ cho mình sửa. Chính vì cái đó mà mình cũng bị sư là nói chung lần nào lên là cũng bị sửa thôi á, nhưng mà mình vẫn sửa, cho nên mình mới nói là hai bạn là cứ mạnh dạn lên. Cái khó là nó sẽ có cái khôn của mình. Mình nói thật là mình bị nhiều lắm, nhưng mà mình cũng là không bao giờ mình giận, mà cũng không bao giờ hờn, mà mình phải sửa. Có đôi lúc mình thấy mình sửa đúng mà không biết sao mà thầy cứ la, nhưng mà mình vẫn muốn nghe cái tiếng nói của thầy, chứ không thôi lỡ thì sau này mà không có còn nghe để rất là buồn. Cho nên mình nghĩ rằng hai bạn cứ mạnh dạn giơ tay lên đọc kinh, hoặc là cần cái gì là cầu thầy thì thầy sẽ sửa cho mình, đừng có rụt rè. Nếu mà rụt rè sau này không còn có một vị nào nhắc nhở mình nữa đâu. Thì con cũng xin có một ý kiến nhỏ nhỏ vậy thôi, con xin nhường mic lại cho hai vị đi, hai vị giơ tay nói cho cái tiếng nói cho nó mạnh mẽ đi. Ok. Alo, 123, 123. Quý vị thấy thời gian trôi qua rất là nhanh ha. Trên cái màn hình chúng tôi là 4:58 rồi ha. 4:58, tức là chỉ còn 2 phút nữa là đến giờ của Huynh Pháp Hữu. Mà Huynh Pháp Hữu này đối với đạo tràng thì này, hình như là luôn luôn đề cập đến pháp hành, đối diện với bệnh tật và cái chết, đối diện với bệnh tật và cái chết. Vậy thì chúng ta không phải như khi nãy sĩ Tâm Phương cũng nói chúng tôi rằng chắc là cũng sắp chết rồi, chắc là không còn gặp chúng tôi bao lâu nữa, thì quý vị cũng quan hỷ đi. Bây giờ nắm bắt hiện tại, tức là chúng ta còn bây giờ thì biết bây giờ thôi. Hồi nào nằm xuống thì tính sau. Chúng ta phải đối diện với bệnh tật và cái chết. Đó là những cái giây phút hiện tại này. Huynh Pháp Hữu sẽ trình bày rất là thiết thực. Mà chúng ta cũng có khoảng nửa
tiếng đồng hồ thiết thực, mà bây giờ đã trôi qua rồi, chỉ còn có một phút mà. Trên cái màn hình của chúng tôi chỉ còn một phút nữa là chúng ta sẽ gặp Huynh Pháp Hữu. Và gặp Huynh Pháp Hữu thì quý vị thấy rằng chúng ta đối diện với tử thần, tức là đối diện với bệnh tật và cái chết, tức là đối diện trước tử thần. Rồi, như vậy là quý vị sa thủ Huynh Pháp Hữu đã đến rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đối diện với Huynh Pháp Hữu bằng cách xích tâm phương quan hỷ lên thỉnh giảng sư. Alo, đề tài hôm nay là đối diện với bệnh tật và cái chết. Rồi, thỉnh Pháp Sư nha. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, con kính đảnh lễ Thượng Tọa. Dạ, con xin chào Huynh Pháp Hữu. Dạ, kính mời tất cả Phật tử cùng tâm phương chúng ta thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Vô Tha Sa Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Vô Tha Sa Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả các bốn hàng như sáng trong nước vinh quang luôn chờ trời lỡ mộng đắng nhờ ánh sáng trổ hoa lành tải tang mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõ rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngâm ngùi khấn khoan Phật nhận lời những chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương long giá ngày đời chẳng sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp tự đó là nhóm Kiều Trần Như được nơi mương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập ma đám mưa lạnh rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ trinh rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu đường tí tí vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, thời thỉnh Pháp Sư đã vừa phải lễ. Dạ, kính gửi mic cho Huynh Pháp Hữu để Huynh thuyết hội đàm buổi họp với bệnh tật và cái chết nha. Xin nhận biết lại cho Huynh ạ. Dạ, xin cảm ơn. Còn kính lễ Sư Trí Đức, còn kính lễ của Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý anh chị, không biết có nghe rõ không ạ? Nếu có nghe được thì xin cho tín hiệu. Dạ, cảm ơn Kim Dung, cảm ơn Thính Pháp, nhất là Hồng Mai. Để bắt đầu buổi sinh hoạt Phật Pháp, chúng tôi như thường lệ xin mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Apivadeyami Svakato Bhagavata Tamu Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sangham Namami. Cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân, chân truyền diệu pháp thánh nhân con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh đức vô song tứ thánh sa môn, thừa hành di giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang thammang sangkhang namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào cái đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay, đó là nói về trình bày về 10 pháp quán tưởng, như là kết luận của quyển sách Tỉnh thức đối diện trước bệnh tật và cái chết của Ngài Thích Khu Analayo, mà chúng tôi trình bày trong suốt 24 tuần, tức là 6 tháng qua. Coi như lần này là chúng tôi, trong cái đợt này là chúng tôi trình bày lâu nhất. Trong cuốn sách có 24 chương thì có 24 buổi trình bày, và hôm nay là coi như là cái buổi cuối cùng, phần kết luận. Rồi sau đó thì như thường lệ, sau một đợt trình bày xoay quanh một cuốn sách theo một cái chủ đề chính nào đó, thì chúng tôi xin phép được nghỉ xả hơi vài ba tuần, có thể là sẽ trở lại rung vào khoảng giữa tháng 10. Giữa tháng 10, tức là vậy ta bây giờ là gần cuối tháng 9 rồi. Thì sau ngày bữa nay thì chúng tôi sẽ xin phép được tạm vắng rung được 2-3 tuần lễ, rồi sẽ quay trở lại với một loạt những cái đề tài khác nữa. Bây giờ thì mời các anh chị đi vào cái biểu đồ đầu tiên, hay là cái hình đầu tiên, cái slide đầu tiên. Trong cái slide này thì có hai phần. Một bên là giới thiệu cuốn sách Tỉnh thức trước đối diện trước bệnh tật và cái chết, gồm có phần dẫn nhập, rồi có 24 chương, rồi cuối cùng là phần kết luận và hướng dẫn hành thiền. Trong cái phần kết luận và hướng dẫn hành thiền ngày hôm nay thì cũng chia làm hai phần chính. Thứ nhất là phần dẫn nhập, là chúng tôi sẽ đọc trong khoảng 60 phút tới. Và phần thứ hai quan trọng hơn là các chi tiết về các hướng dẫn hành thiền dựa theo bài kinh Girima Nanda. Thì cái phần này thì để các anh chị tự đọc. Và cách đây khoảng hơn 6 tháng thì chúng tôi có trích ra cái phần kết luận này, soạn lại, sửa chút đỉnh thành ra một cái tập sách độc lập riêng biệt, có cái tựa đề là 10 pháp quán tưởng hướng dẫn hành thiền. Và chúng tôi có in ấn tống, có về Việt Nam trình bày nội dung cuốn sách này, tập sách đó trong tại Sài Gòn, Đà Nẵng cũng như ở Hà Nội, mỗi nơi là 3 buổi nói chuyện. Thì có lẽ một số anh chị cũng đã nhận được rồi, còn nếu mà chưa có thì có thể tôi sẽ đưa cái link, có thể tải về cái bản PDF để mà đọc thêm. Chúng tôi thấy nó rất là quan trọng, mặc dù mình không có thể, chưa có quen thuộc với lại không có ai hướng dẫn trực tiếp thì thấy hơi khó, nhưng mà mình cũng có thể đọc trước, lấy ý rồi thử thực tập xem cái phần nào nó thích hợp cho mình. Và 10 pháp quán tưởng đó là các anh chị nếu mà để ý, có đọc, có chịu đọc thêm những cái quyển sách hoặc những cái bài giảng của chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như các vị thiền sư khác, thấy được cũng xoay quanh 10 đề tài này thôi. Rất là quan trọng. Thì trong 10 pháp quán tưởng đó, các anh chị có thấy được hình nó vào được chứ hả? Nếu mà chúng tôi xin post lại thì có 10 đề tài, 10 cái chủ đề Đức Phật đề nghị. Và cái duyên sự của bài kinh này là có một lần nọ khi Đức Phật ở Tinh Xá Kỳ Viên, thì Ngài Ananda là giả của Đức Phật có tới báo cho Đức Phật biết là có trưởng lão Girima Nanda bị bệnh nặng, thỉnh Đức Phật đến viếng thăm, nhưng mà Đức Phật không đi. Không hiểu vì lý do gì mà Đức Phật không đi, mà Đức Phật nói rằng bây giờ thì Ananda hãy lắng nghe, ta sẽ giảng về 10 cái đề tài.
về để quán tưởng. Sau đó thì ngài Ananda mới đến gặp ngài Giramananda và thuật lại, kể lại những gì Đức Phật giảng về 10 đề tài này, 10 cái pháp quán tưởng này. Thì tỳ khưu Giramananda chăm chú lắng nghe. Sau khi mà ngài nghe xong ngài Ananda tụng đọc 10 đề tài quán tưởng này thì ngài hoan hỷ và ngài hết bệnh. Đó thành ra về sau này trong cái loạt kinh cầu an, chư tăng thường hay lấy cái bài này là một trong những cái bài kinh trong cầu an để mà đọc cho những người bệnh nghe. Hy vọng rằng cái người sẽ theo gương của ngài Giramananda, là khi mà nghe xong mà mình hoan hỷ như vậy thì mình sẽ, cái bệnh sẽ thuyên giảm hoặc là bớt bệnh hoặc là hết bệnh. Mà thường thường chư tụng bằng tiếng tiếng Pali, có khi tụng thêm tiếng địa phương như tiếng Việt, tiếng Thái hay tiếng Miên, tiếng Miến gì đó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là cái điều quan trọng là mình phải thực tập trước. Mình phải quen thuộc với cái bài kinh này, với nội dung cái bài kinh này. Thì khi mình chăm chú, mình lắng nghe như vậy, cũng như là lời Đức Phật khuyên, thì mình nghe tới đâu là mình thực hành tới đó. Mình phải thấm nhuần, mình hoan hỷ. Như vậy thì mình mới hoan hỷ, mới có thể là cái tâm quan hỷ thì cái thân nó sẽ bị chịu ảnh hưởng theo, rồi nó bớt bệnh đi hoặc là hết bệnh. Điều quan trọng là mình biết, mình biết và mình có thực hành. Khi mình bệnh như vậy có ai tới tụng như là chỉ nhắc nhở lại cho mình thôi. Và đa số cư sĩ chúng ta, chẳng hạn như bản thân chúng tôi, thì không quen thuộc với cái ngôn ngữ Pali, ngôn ngữ trong kinh điển. Mình chỉ biết cái tiếng Việt hoặc là tiếng Anh thường dùng thôi. Thành thử ra nếu mà có ai đọc cho mình, nên đọc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì mình nghe, mình hiểu được, mình có thể theo dõi được và quan hỷ được. Chứ bây giờ mình nghe tiếng Pali tụng thì mình chỉ biết được cái âm thanh như vậy thôi. Mình đoán lờ mờ vậy đó. Để mà có được cái sự ích lợi nghe kinh là phải, mình phải biết trước, mình đã tìm hiểu động não rồi biết được, có thể mình thực tập cả 10 cái pháp quán tưởng này. Ngài Analogio trong cái phần kết luận hướng dẫn hành thiền thì ngài khuyên chúng ta là mình tập trước cho nó quen hết 10 cái đề tài này, rồi sau đó thì nghe ai tụng tới đâu thì mình tập theo, mình làm theo. Nói về vô thường, nói về năm uẩn thì mình làm theo chỉ 2-3 phút như vậy. Như vậy trong trọn cái bài kinh, nếu mà đọc, vừa đọc vừa nghe và vừa hành theo thì có thể khoảng 45-50 phút vậy đó, coi xong như là một cái buổi hành thiền. Trong bây giờ thì chúng ta không có, còn có thể mình tập ở nhà thì mình có thể thâu băng có một vị nào đó tụng bằng tiếng Pali cũng được, mà tiếng Việt cũng được, tụng chậm chậm rồi mình ngồi thiền, mình lắng nghe. Nghe tới đâu mình thiền tới đó, tới mình quán tưởng đến đó, từng cái đề mục thì nó có ích lợi hơn. Bản thân chúng tôi thì không có nghe như vậy, cũng chưa tập được như vậy, chỉ có tập từng cái đề tài. Có thể mỗi một cái đề tài thì chúng tôi là một cái đề mục như vậy thì bỏ ra chỉ khoảng vài ba ngày, chỉ một đề mục thôi cho nó quen thuộc, với lại 10 đề mục đó, một cả tháng như vậy. Một mỗi đề mục thì 2-3 ngày, 10 đề mục thì khoảng 1 tháng. Rồi sau đó thì tổng hợp lại. Về phần tổng hợp thì ngày xưa chúng tôi có thực tập nhưng mà thấy khó quá đi, thành thử ra chưa. Bây giờ có thể là trong tương lai chúng tôi sẽ làm trở lại, thử một buổi thiền như vậy, mình tập hợp cả 10 đề mục theo cái lời đề nghị của sư Analayo như thế nào. Nhưng mà có lẽ chúng tôi sẽ tìm thêm cái bằng âm thanh của một vị nào đó tụng bằng tiếng Việt hay là tiếng Anh hay là tiếng Pali về cái bài kinh này, rồi mình nghe. Mà thường thường thì có một số và có tụng được cái bài kinh này nhưng mà tụng nhanh quá đi. Tụng nhanh quá. Chúng tôi nghĩ rằng có thể tìm một cái file âm thanh của một vị nào mà tụng chậm hơn một chút, chậm rãi và rõ ràng. Thì mình nghe theo, mình làm theo. Bởi vì nó quan trọng lắm, nhất là những người lớn tuổi như chúng tôi bây giờ thì cái chết nó gần kề. Mình thấy rõ ràng như vậy. Bạn bè mình lần lượt ra đi trong cái tuổi của mình. Có thể mình có thể có sống thêm 10 năm nữa, 15 năm nữa hoặc 20 năm nữa, không biết được.
mà có thể sống được tới ngày mai, ngày mốt. Đấy, càng ngày nó già đi, nó yếu đi, bây giờ bệnh đủ thứ. À, bắt đầu ra mình thấy nó cần thiết kia lắm. Có thể những người trẻ hơn, còn khỏe mạnh thì thấy không cần thiết, không quan tâm. Nhưng mà đối với những người như chúng tôi hoặc là lớn tuổi hơn thì thấy nó quan trọng, phải thực tập như vậy. Chứ mình không có cái cách nào hết. Càng mỗi ngày là mỗi già thêm, rồi cái chết, cái bệnh, rồi bệnh rồi xong rồi chết, cái chuyện bình thường. Tốt hơn là mình sửa soạn chứ không có né tránh. Mình sửa soạn được thì mình bình tĩnh hơn. Đó, bây giờ thì các bạn chỉ vào trong cái hình này để thấy chúng tôi đưa ra 10 cái đề tài đã kia trong cái cuốn, trong cái bài kinh Girimananda. Trong cuốn sách thì mục đích của Ngài Analayo là để giới thiệu cho độc giả Tây Phương biết thêm cái nguồn kinh điển nguyên thủy dựa theo bộ A Hàm của Hán Tạng. Thật ra trong 24 chương đầu tiên, trong thì chương nào Ngài cũng trích bài kinh trong A Hàm, Ngài dịch ra, Ngài đọc được tiếng Hán rồi dịch ra tiếng Anh. Nhưng mà về cái phần kết luận này thì cái bài kinh Girimananda không có ở trong tạng A Hàm của Hán Tạng, mà chỉ có ở trong tạng kinh của Phật giáo Tây Tạng thôi, cũng là Bắc Tông nhưng mà của Phật giáo Tây Tạng. Cái lý do là khoảng vào khoảng thế kỷ thứ 10, thứ 11 có một cái vị sư Sri Lanka, Ngài đi từ Sri Lanka đi vào Tây Tạng để mà truyền bá Phật giáo, đạo những kinh điển nguyên thủy. Rồi Ngài để lại 13 bài kinh, và 13 bài kinh đó của Phật giáo nguyên thủy được ghi lại, được chép lại, lưu lại trong cái kho tàng Phật giáo Tây Tạng. Và một trong 13 bài kinh đó là bài kinh Girimananda mà Ngài Analayo lấy ra để mà giới thiệu. Và chúng ta so sánh cái bài kinh đó với lại cái bài kinh Girimananda trong tạng Pali, trong Tăng Chi Bộ, chương 10 Pháp, bài kinh số 6, thì thấy rất là tương đồng, rất là giống nhau. Trong cái tập sách 10 Pháp Quán Tử mà chúng tôi có in ra đó, thì chúng tôi có đưa ra cả hai bản bằng tiếng Việt, dịch ra tiếng Việt. Một bản được dựa theo bài kinh Pali và một bản dựa theo bài kinh Tây Tạng của Ngài Analayo đưa ra trong cuốn sách, thì thấy rất giống, rất tương đồng. Có 10 cái đề tài. Thì mình lấy ra mình đọc. Cảm ơn trong cây để chút xíu nữa chúng tôi sẽ chờ các anh chị, có thể nếu anh nào mà chưa có cuốn sách hoặc là muốn có một cái bản vi tính để mà đưa vào trong điện thoại hoặc là trong máy laptop hoặc là trong máy tính, thì có thể chúng tôi đưa ra cái link đây để mà tải về các link cuốn sách 10 Pháp Quán Tưởng. Không biết anh Trần Gia có vào được cái link nào. 10 Pháp Quán Tưởng. 10 Pháp Quán Tưởng đó là gì? Đó là quán tưởng vô thường, vô ngã, bất tịnh, nguy hiểm là 4. Rồi quán tưởng thứ 5 là từ bỏ. Thứ 6 là ly tham. Thứ 7 là đoạn diệt. Thứ 8 là nhàm chán với toàn thế giới. Thứ 9 là vô thường trong tất cả các hành. Và thứ 10 là niệm hơi thở. Có tất cả là 10 cái quán tưởng như vậy. Và theo cái phân tích của Ngài Analayo, Ngài phân tích chi tiết, thì Ngài thấy rằng 10 cái pháp quán tưởng này, nếu mà mình phân tích chi tiết thì mình thấy nó chia làm 4 bộ. Một từng bộ 4, bộ 4, bộ 4 như vậy, giống như một cái bài nhạc. Bộ 4 đầu tiên là nói về vô thường, vô ngã, bất tịnh và nguy hiểm. Ngài coi nó là đó là một trong bộ 4 đầu tiên. Cái bộ 4 thứ hai là chỉ có từ bỏ thôi, nhưng mà trong cái từ bỏ đó thì nói về 4 cái loại tâm. Tâm bất thiện phải từ bỏ, tức là dục tâm, sân tâm, hại tâm và ác tâm. Rồi tiếp theo là có bộ 4 tiếp là nói về quán ly tham, có đoạn diệt, nhàm chán với toàn thế giới và vô thường trong tất cả các hành. Coi nhập lại thành là bộ 4 thứ ba. Và cuối cùng cái đề tài thứ 10 là niệm hơi thở. Thật sự ra trong đó nó có 12 bước. 12 bước thì có thể chia ra làm
quán thân, xin lỗi, có 16 bước, chẳng phải 12 bước. 16 bước như là trong căn bản của tất cả các bài bài kinh quán niệm hơi thở. Thì về có 16 bước quán niệm hơi thở đó thì chia làm bốn nữa, tức là quán về thân, thọ, tâm, pháp. Bốn bước đầu tiên thì nói quán về thân, hơi thở mà mình chuyên về thân. Lấy cái hơi thở làm căn bản. Rồi tiếp theo nữa cái bước thứ tư, bước thứ năm cho tới thứ 8, 5 6 7 8 thì quán về cảm thọ, dùng cái hơi thở để quán về cảm thọ. Rồi tiếp theo đó là bước 9 10 11 12 tức là quán về tâm, tâm hân hoan, tâm định tĩnh, tâm giải thoát như thế nào. Rồi cuối cùng từ cái cái bước thứ 13, 13 14 15 16 thì quán về vô thường, quán về pháp. Vô thường, ly tham, đoạn diệt và từ bỏ. Thì mình thấy như vậy. Theo cách phân tích của Ngài Analayo thì chúng tôi nói lại là 10 pháp quán tưởng như bài kinh, trong bài kinh Giramananda thì Ngài là phân tích ra chia làm 4, 4, 4, 4 từng nhóm bộ 4, bộ 4. Đầu tiên, cái nhóm đầu tiên là vô thường, vô ngã, bất tịnh và nguy hiểm. Cái thứ hai là nói về từ bỏ. Trong cái từ bỏ có 4 loại tâm: dục tâm, sân tâm, hại tâm và ác tâm, cũng là 4. Rồi một bốn tiếp nữa là ly tham, đoạn diệt, nhàm chán với toàn thế giới và vô thường trong tất cả các hành. Cuối cùng là niệm hơi thở thì là 14, là niệm thân, thọ, tâm, pháp, 16 bước, mỗi bước là 4. Mỗi bước có 16 nhóm, 16 bước chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm là 4 bước, cũng là 14. Không biết các anh chị có thấy theo dõi được chỗ này không? Chúng tôi sẽ đưa lại cái link. Đó, cái link chỉ là 4 như vậy, có 10. Có 10 cái đề tài, 10 cái đề mục để quán niệm, tức là chúng ta sơn màu đỏ đó, tô màu đỏ. Mình sẽ phân tích thêm chi tiết, chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau. Bây giờ mời các anh chị qua cái slide kế tiếp. Bây giờ để như nãy chúng tôi nói là 10 cái đề tài này theo cách phân tích của Ngài Tỳ Khưu Analayo thì rất là tương đồng với lại cái căn bản của bài kinh về bốn niệm xứ, tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Lúc nào cũng xoay quanh thân, thọ, tâm, pháp, thân, thọ, tâm, pháp, thân, thọ, tâm, pháp như vậy. Và có thể là cái cách diễn tả hoặc là cách thực hành hơi khác nhau, nhưng mà tụ trung lại là dựa trên cái nền tảng thân, thọ, tâm, pháp. Là một cái nền tảng quen thuộc. Các anh chị nào có từng đi hành thiền, nghe các thiền sư giảng hoặc giảng cái bài kinh về bốn niệm xứ, bốn pháp lập niệm, thì chúng ta quen thuộc với vấn đề đó. Và để phân tích thêm thì Ngài cho rằng chúng ta có thể phân tích như thế này. Các anh chị đi vào được cái hình đó, cái slide đó. Xin lỗi. Không, chúng tôi đưa ra đây là cái hình số 2 chứ không phải hình số 1 nữa. Niệm hơi thở. Thì hai cái bước đầu tiên là bước vô thường, quán về năm uẩn là vô thường và sáu căn sáu trần là vô ngã, thì Ngài xem đó là như là cái nền tảng. Bởi vì tất cả những chuyện mà chúng ta quán niệm ở trong cái khung 10 pháp quán tưởng này thì cuối cùng, điểm đầu tiên cũng như điểm cuối cùng là làm sao chúng ta thẩm thấu được vô thường và vô ngã. Đó, thành thử ra chúng ta lấy cái điều tiên là vô thường, là năm uẩn, là quán làm sao thấy được các tướng vô thường, nó thay đổi luôn luôn. Và khi chúng ta quán sáu căn và sáu trần, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu căn, sáu trần tức là sáu đối tượng, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì mình thấy không có cái tôi, cái ta trong đó, nó vô ngã. Mình thấy như vậy để khi nào mình bị bệnh thì mình thấy là nó rõ ràng, nó thay đổi. Hoặc là mình gần chết, như chúng tôi trình bày trong 12 chương này vừa qua, nói về cái chết, thấy rõ ràng, không có nào kiểm soát được, nó vô thường, vô ngã. Đó là làm nền tảng. Bây giờ qua cái bước thứ 3,
cái đề tài thứ ba là quán về bất tịnh trong cái cơ thể của con người mình, tóc lông móng răng da thịt xương gương gân tủy thận vân vân, thì nó đều là không có cái gì mà là hấp dẫn hết trơn. Mình thấy rõ ràng như vậy, bất mỹ, không đẹp. Thì cũng giống như là mình mà trong trong kinh thì nói như một người một đồ tể họ mổ con bò ra, thấy đem ra ngoài tất cả cái bộ phận bên trong cơ thể của con bò, bộ đồ lòng của con bò. Cũng như có dịp nào các anh chị đi chợ tới những cái hàng bán thịt lợn hoặc là thịt bò, là họ bán thịt, bán xương, rồi có gân, rồi tất cả bộ đồ lòng, tim, gan, phèo, phổi họ để ra, trình bày họ để ra để mình mua đem về mình ăn, mình luộc mình ăn, đại khái vậy. Thì mình nhìn rõ ràng, nhất là cái bộ đồ lòng của con heo, nó rất là giống của con người. Mình nhìn thấy rõ, nó không có cái gì là hấp dẫn trong đó. Cái con người bây giờ, người nam, người nữ, người già, người trẻ, người Á Châu, người Phi Châu, người Âu Châu, người Mỹ, cũng như vậy thôi. Trong cái cơ thể nó cũng có bao nhiêu đó thôi, có 32 phần. Mình thấy rõ ràng, thân. Rồi, thứ tư là nói về cái nguy hại là bệnh tật của mình. Lúc nào cái cơ thể mình cũng có những cái mầm mống cái bệnh đó. Không ai mà gọi là khỏe mạnh đời đời. Trong trong cái cơ thể mình nó có con trùng, con sán, con có những cái tế bào nó đang bị hủy diệt, là có những mầm mống bệnh tật nó có sẵn ở trong trong người mình thấy rõ như vậy. Rồi đó về cái tâm, qua thứ năm có từ bỏ, mình thấy rõ cái trạng thái tâm mình như thế nào: tâm tham, dục tâm, tâm sân, tâm si, tâm hại, tâm ác, có đầy đủ hết trơn, thấy rõ như vậy. Rồi mình tới từ cái bốn cái đề tài tiếp nữa là ly tham, đoạn diệt, mình nhàm chán với toàn thế giới và vô thường trong tất cả các hành. Mình thấy rõ làm sao mình không có dính mắc, và tất cả mọi chuyện nó đều là nó sẽ kết thúc. Và như vậy thì cái thế giới của mình nó, thật sự ra trong cái cõi tai bà này, nó nhìn cho kỹ thì nó không có cái gì hấp dẫn, lúc nào nó cũng có những cái biến động, biến cố, nó thay đổi luôn luôn. Như chúng ta thấy trong 6 tháng vừa qua, cái tình hình dịch corona, cái virus COVID-19, mình thấy rõ ràng như vậy. Không có cái gì ổn, chắc chắn hết trơn. Chúng tôi thấy rõ. Tháng 12 vừa qua vừa đi Mỹ về, về xong sửa soạn tháng 2 đi Việt Nam, trở về là bắt đầu có dịch, bắt đầu đủ thứ chuyện. Rồi bây giờ không đi đâu được nữa, mà không biết cái tình hình này nó sẽ kéo dài bao lâu. Mình thấy chưa có ổn, thấy rõ ràng nó bấp bênh ghê lắm. Thế cái thế giới này, nó vô thường, nó thay đổi luôn luôn. Mình nhớ như vậy, không có gì mình gọi là bám víu vào được. Rồi cuối cùng, đề tài thứ 10 là niệm hơi thở. Thì trong niệm hơi thở, như chúng tôi nói là có 16 bước, thì cũng chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 4 bước. Thân, thọ, tâm. Nói về quán thân thì mình phải biết hơi dài, hơi ngắn, có cái cảm nghiệm toàn thân nó như thế nào, rồi mình an tịnh thân hành. Rồi sau đó là có thể mình nhập vào thiền, thiền na thứ nhất. Rồi cái mình quán về cái thọ, thọ hỷ, thọ lạc. Rồi cái tâm mình nó vận chuyển như thế nào, rồi mình an tịnh tâm hành. Rồi mình qua cái bước thứ 9 trong 16 bước của quán niệm hơi thở là mình có cảm nghiệm về tâm, làm cho cái tâm nó hân hoan, nó định tĩnh, và cái tâm mình nó mở rộng ra, giải thoát. Cuối cùng là mình trở lại quán vô thường, ly tham, đoạn diệt, là buông xả. Cũng quanh quẩn bấy nhiêu là thôi, nhưng mà qua một cái nhìn khác, một cái lối hành khác. Thì mình thấy nó cũng lanh quanh lẫn quẩn, cuối cùng thấy cái chữ vô thường vô ngã đâu cũng có bàn bạc hết. Mình biết được như vậy, mình thẩm thấu được như vậy để mình buông bỏ, không có dính mắc. Rồi bây giờ mời các anh chị qua cái biểu đồ tiếp. Cái biểu đồ này cũng giống như cái những gì chúng tôi trình bày hồi nãy, cũng chia làm một cái bốn bước. Có 10 đề mục để mà quán tưởng, thì bốn cái đề mục đầu tiên có thể coi như là một nhóm: vô thường, vô ngã, bất tịnh và nguy hiểm. Các anh chị vào được chứ ha. Rồi cái nhóm thứ hai đó là chỉ nói về quán từ bỏ thôi, thì trong đó có dục tâm, sân tâm, hại tâm và ác tâm. Đi qua cái bộ bốn kế tiếp là
bốn cái đề mục là ly tham, đoạn diệt, giảm chán và vô thường, với toàn thể các hành, những cái gì mà mình suy tư, những gì cấu tạo chuyện này chuyện kia, mình thấy do những cái điều kiện mà có thì lúc nào nó cũng thay đổi luôn luôn, nó không có vĩnh cửu. Chẳng hạn như là cái những cái tư tưởng của mình, hoặc là những cái gì mình tạo ra, mình tạo tác, công ăn việc làm, nhà cửa gia đình, những cái sự liên hệ, những cái cấu trúc của xã hội, mình thấy rõ ràng như vậy, nó thay đổi luôn luôn, nó không có dính, không có giữ nguyên được một chỗ, nó vô thường. Rồi qua cái ước thứ 10, cái đề tài thứ 10 là niệm hơi thở, trong đó có 16 bước thì cũng chia làm 4, thân, thọ, tâm, pháp. 4 bước đầu tiên là quán thân, kế tiếp 4 bước tiếp là quán thọ, 4 bước nữa là quán tâm, và 4 bước cuối cùng là quán pháp. À, và mình thấy nó xoay quanh, nó giống như là một cái tiến trình xoắn ốc như vậy. Cái mục đích chính là làm sao đưa mình thẩm thấu được vô thường và vô ngã, và xoay quanh thân thọ tâm pháp, thân thọ tâm pháp, thân thọ tâm pháp như vậy, lần lần nó đưa mình đi lên, đi lần lần sau lần lần, để mình tiến tới cái đỉnh điểm là thấy rõ tất cả đều là vô thường và vô ngã. Đó là cái ý tưởng của cái bài kinh Giramananda theo sự suy diễn và giải thích của ngài Tỳ Khưu Analayo. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được đọc cái phần dẫn nhập. Và anh chị nào có thể theo dõi thì có thể tải về cái cuốn sách 10 pháp quán tưởng để mà theo dõi cái phần đầu. Dẫn nhập. Kinh tôi, tức là Bhikkhu Analayo, sẽ tóm tắt ngắn gọn một số điểm chính về phương cách đối diện với bệnh tật và cái chết. Sau đó tôi sẽ trình bày cách tiếp cận thực tiễn về các hướng dẫn hành thiền mà Đức Phật đã dạy cho Ngài trưởng lão Giramananda trong bài kinh số 60 chương 10 pháp của Tăng Chi Bộ tại Pali, và cũng có bài kinh tương đương trong kho tàng của Phật giáo Tây Tạng. Điểm quy chiếu cơ sở và nền tảng cho quan điểm của Phật giáo sơ kỳ về bệnh tật và cái chết là sự giảng dạy về tứ thánh đế. Một cái người mà đã thẩm thấu được tứ thánh đế, thật sự thẩm thấu, coi như mở pháp nhãn là bắt đầu nhập dòng thánh. Nên là mình thấy tứ thánh đế rất quan trọng. Nói về khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ, khổ tập diệt đạo. Ngay trong bài kinh đầu tiên, Đức Phật giảng cái bài này cho năm anh em Kiều Trần Như. Và trong cái bài là giảng cuối cùng trước khi Ngài nhập diệt, Ngài cũng trở lại vấn đề này thôi. Là xuyên suốt là để khai triển cái tứ thánh đế trong suốt 45 năm Ngài truyền đạo. Sự nhìn nhận chân thành về tham ái và chấp thủ là nguyên nhân đưa đến hoạn khổ, là nền tảng chẩn đoán cần thiết để dùng trí tuệ Phật giáo như là liều thuốc chữa trị cho các trường hợp bị tác động bởi bệnh tật và cái chết. Tức là mình phải nhìn nhận sở dĩ mà mình khổ là mình có tham, có chấp thủ. Bây giờ làm sao mình diệt cái tham và mình buông xả thì mình bớt khổ hoặc là hết khổ. Nó chỉ đơn giản ngắn gọn như vậy. Thực hành được hay không thì là một cả một vấn đề, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta cần phải làm như thế. Kết hợp vào sự giảng dạy này là bát chi thánh đạo, nhắm đến thực chứng toàn bộ sức khỏe tâm linh qua sự giác ngộ hoàn toàn. Và cái con đường đưa đến diệt khổ, Đức Phật gọi là bát chi thánh đạo, có 8 phần tử. Một cái con đường có phải thực hiện 8 phần tử đầy đủ như vậy, bổ sung cho nhau. Cũng giống như mình đi trên con đường, cần có một cái túi hành trang, trong có 8 món đồ cần thiết. Có khi mình dùng món này, có khi mình dùng món kia, nhưng mà phải cần có 8 món đồ đó. Là không phải là 8 con đường, phải nhớ như vậy, chỉ có một con đường thôi, một đường đưa đến diệt khổ, đưa đến giải thoát giác ngộ, và con đường đó là
Bác Chi Thánh Đạo, xin lỗi cho chúng tôi uống miếng nước. Mặc dù sự việc quân tập tâm trong Phật giáo sơ kỳ tạo ra nhiều điều kiện để chữa bệnh và chăm sóc xoa dịu cơn đau, mục đích tối hậu là giúp vượt xa hơn nữa, tiến đến mục tiêu cuối cùng là thoát vòng sinh tử luân hồi. Thành thử ra trong cái cuốn sách này, Đức Ngài Analayo đưa ra những cái bài kinh, trong đó có những lời giảng của Đức Phật và các vị trưởng lão để giúp cho xoa dịu cơn đau, bình tĩnh đối diện với cái bệnh cũng như bình tĩnh đối diện với chết, để ra đi thanh thản, nhẹ nhàng. Nhưng mà cuối cùng đó cũng là nhắm tới giải thoát giác ngộ, chứ không phải để chữa bệnh thôi, hay là hoặc để chữa cái niềm đau. Cuối cùng là nhắm tới giải thoát giác ngộ, thoát vòng sinh tử luân hồi, không còn tái sinh nữa. Dựa trên điểm quy chiếu đó, sự phân biệt giữa những cơn đau về thân và về tâm cần được nhận thức rõ ràng. Bằng cách tránh các mũi tên đau đớn về tâm, tâm trí có thể giữ được khỏe mạnh ngay cả khi thân thể đau đớn. Giữ tâm khỏe mạnh đòi hỏi phải có tập luyện tâm, nhất là niệm. Chi phần đầu tiên có 7 chi phần đưa đến giác ngộ là thất giác chi, và cũng là phẩm chất quan trọng được vun trồng qua công phu thực hành 4 pháp lập niệm. Thì đầu tiên đó, mình nhớ, chúng ta Đức Phật thường hay giảng là thân có đau nhưng mà đừng để tâm đau theo. Nhiều khi cái thân mình không có tránh khỏi cái niềm đau, dầu có uống thuốc này kia thì nó cũng đau thôi. Không phải tự nhiên nó hết bệnh được, phải chấp nhận điều đó. Nhưng mà cái tâm á, mình có thể huấn luyện được, tập luyện ngay từ bây giờ. Và cái tâm bình thản, tâm xả, mình thấy rõ cái niềm đau như thế nào, để mình không có chạy theo cái niềm đau. Và muốn được như vậy là mình phải có niệm. Cái sự ghi nhận tỉnh thức được gọi là niệm, rất là quan trọng trong vấn đề này. Và có muốn nói niệm như vậy thì mình tập. Mình tập làm sao mình thực hành niệm ở trên 4 cái nền tảng là thân, thọ, tâm, pháp. Lúc nào mình phải có giữ niệm. Qua các lời dạy của Đức Phật, tiềm năng của niệm để đối mặt với các cơn đau và dẫn đến chữa lành luôn luôn được nhắc đến trong Phật giáo sơ kỳ. Lúc nào cũng Đức Phật cũng nhắc đi nhắc lại về niệm. Thậm chí áp dụng cho những ai có khả năng nhập thiền, vốn có thể giúp đè nén các cơn đau, các vị ấy vẫn chọn cách đối diện cơn đau với chánh niệm. Tức là ngay cả Đức Phật hoặc là các vị trưởng lão như Ngài Anuruddha, Ngài Anuruddha, Ngài nhập thiền hay lắm. Ở đây Ngài có thể, có tâm Ngài có tha tâm thâm, nhưng mà khi bệnh rồi thì các Ngài vẫn không có nhập thiền. Có Ngài cứ để như vậy, để mình nhìn thấy rõ ràng cái cơn bệnh nó như thế nào, cái đau nó như thế nào, thấy rõ ràng, nó thành một cái đề mục rất rõ. Các anh chị nào mà từng ngồi thiền thì thấy, khi mà mình ngồi một lúc thì mình thấy đau chân, hoặc là đau tay, đau cổ, hoặc là đau lưng, tại vì mình ngưng là mình xoa bóp, mình để thử, mình chịu như vậy, mình thấy nó rõ ràng, cái đề mục nó lấn át tất cả các đề mục, cái cơn đau, và mình thấy nó, cái tâm mình có thể chăm chú vào đó, ghi nhận. Rồi cái cơn đau mình thấy nó lên tới cực điểm rồi nó ngừng lại. Nó bắt đầu nó hạ xuống, nó giảm đi. Rồi lại một cái cơn đau khác nữa. Nó đi từng đợt cho mình. Mình thấy rõ ràng cái sự sinh diệt của cảm thọ. Không cần phải suy diễn gì hết. Hoặc là đọc sách vở, chỉ nhìn. Nhìn cái cơn đau, mình thấy rõ. Đi từng đợt, chứ là đợt sống. Sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Là mình thấy được cái vô thường, cảm thọ là vô thường. Bên cạnh yếu tố niệm, một khía cạnh quan trọng khác trong Phật giáo sơ kỳ để đối diện bệnh tật và cái chết là sự nhấn mạnh liên tục về tâm không dính mắc, nhất là đối với năm uẩn và 6 căn giác quan. Tâm mình không dính mắc, gọi là năm uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức, 6 giác quan tức là bắt tay mũi lưỡi thân ý. Nên mình thấy như vậy. Ở đây, nền tảng cho sự không dính mắc này là tuệ quán về vô thường, về tính không có khả năng tạo hài lòng lâu dài của năm uẩn và 6 căn, đó là khổ, và về kết luận rằng chúng là rỗng không, vô ngã. Còn có thể nó thay đổi luôn luôn, về 5 căn, về năm uẩn và 6 căn.
Mình thấy nó khổ, nó không có, mình không có kiểm soát được. Mình muốn như thế này thế kia không có được, nó làm cho mình thấy khổ theo nó. Rồi mình nhìn nó là rỗng không, nó không có cái tôi cái ta mà ở trong đó. Nó là như vậy. Trao dồi sự tự do sâu sắc, thoát khỏi mọi ràng buộc đó, được dựa trên nền tảng của giới hạnh, tự nó cung cấp một nguồn lực về vô úy, không sợ hãi khi hành giả bị bệnh hoặc tiến gần đến cái chết. Là bây giờ là mình phải cố gắng mình giữ giới, mình sống một cuộc đời có đạo đức, sống tử tế, thì đó là khi mình sống như vậy là mình không có sợ gì hết trơn, mình không có một cái mặc cảm tội lỗi, không có cái sự hối hận nào hết. Là khi mà mình đau hoặc là gần chết, mình nghĩ lại mình thấy hoan hỷ, cái tâm mình thấy trong sạch, cái tâm mình bố thí sẵn sàng rộng mở cúng dường chia sẻ này kia, cái mình nhìn lại cái mình thấy nó hoan hỷ, mình không có sợ hãi khi bị bệnh. Khi giúp hướng dẫn những người trong giây phút cận tử, việc tinh luyện dần dần các động lực nội tại để hướng đến hạnh phúc có thể được áp dụng để giúp người sắp chết ra đi với nội tâm an bình mà không còn dính mắc các hình thức bám víu thô tháo. Trong giờ phút lâm chung, phương cách tốt nhất để giúp người ấy đem tâm an trú vào bốn nơi thiêng liêng, tức là tứ phạm trú, từ, bi, hỷ, xả, để tiếp cận với trạng thái thiên đàng trên trái đất trong tâm. Đó là cái khi mình với một cái người mà cái người đó phải hiểu mới được, tức là phải biết được những cái quan niệm về vũ trụ của theo Phật giáo như thế nào. Chúng ta có nhiều cõi, cõi chúng ta đang ở là cõi người, cõi khổ hơn cõi thú, khổ hơn nữa là cõi ma quỷ Atula, rồi khổ hơn nữa là cõi địa ngục. Nhưng mà trên chúng ta cũng có những cái cõi, có nhiều cái lạc thú, nhiều cái cõi sung sướng hơn, cõi trời, có trời dục giới, có trời vô sắc, sắc giới và vô sắc giới. Thì hướng cái tâm mình về đó. Bởi vì khi mà một cái người gần chết thì chưa chắc cái người đó giải thoát giác ngộ được. Người đó vẫn còn, có thể còn nhiều nghiệp. Cái tốt nhất là làm sao để họ an vui khi mà họ chết đi, để mà để tái sinh vào cái cõi tốt lành và tiếp tục cái con đường tu tập. Chúng ta phải thực tế chỗ này, là hướng tâm họ về, về những cái những cái đề tài tốt, chẳng hạn như là nó về từ bi hỷ xả, nhất là cái lòng lòng từ bao rộng, tình yêu thương và cái tâm hỷ, tức là không còn có cái sự ghen ganh tị, và tâm xả là buông bỏ. Từ bi hỷ xả rất là quan trọng, không chỉ trong trường hợp bệnh tật và đôi khi đối mặt với cái chết. Yếu tố niệm rất có giá trị giúp người ấy giữ tâm cân bằng với các cảm thọ và chống lại khuynh hướng gây ra các phản ứng bất thiện trong tâm. Tức là lúc nào cái người đó cũng cần phải có chánh niệm, có niệm. Mình nhắc nhở người đó có. Thực hành như thế, giờ phút lâm chung trở thành một cơ hội để phát triển sinh tuệ quán. Đôi khi nếu mà cái nhân duyên đã đầy đủ rồi, có thể khi mà gần chết rồi mình thấy mình sắp sửa đi là không có tránh được rồi, thì mình không có bám víu được cái gì hết, mình buông ra, mình không có còn lo sợ lo nghĩ này kia nữa. Khi cái tâm mình nó thảnh thơi như vậy thì có cái khả năng là mình có thể phát được tuệ giác ngộ được, tuệ giải thoát phát ngay trong cái lúc đó. Bên cạnh giá trị hỗ trợ chúng ta đối diện với cái chết, niệm còn có vai trò chuyển hóa các kinh nghiệm đau buồn. Để quán tưởng về cái chết của mình, niệm hơi thở có thể giúp chúng ta hiểu biết rõ ràng rằng thật ra một người chỉ sống đến hơi thở tiếp theo. Đó, cái chỗ này nó quan trọng. Mình giữ niệm, rồi mình theo dõi hơi thở như chúng tôi làm trong mấy tuần qua, có thể mấy tháng qua. Chúng tôi không có niệm gì nhiều. Chỉ niệm từng hơi thở, mình theo dõi từng hơi thở, mình cho rằng đây là cái hơi thở cuối cùng. Có thể mình chết bất cứ lúc nào, mình chỉ sống được từng hơi thở. Rồi hít vào mình niệm chết, 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 chết. Tức là xem như đây là cái hơi thở cuối cùng trước khi mình chết. Khi mình hít rồi mình hết rồi, cái mình ngừng lại, mình thấy mình chưa chết. Tức là còn sống được. Thì mình buông, mình thở ra, mình buông. Mình buông xả, không có dính mắt. Mình có niệm là chết, 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 chết. Là khi mình hít vào, rồi xong buông, thở ra, từng hơi thở một. Để nhắc nhở mình là thật sự là cái mạng sống mình chỉ một hơi thở.
chứ không phải 5-10 năm nữa mình không biết được. Mình hít vào, có thể là hơi thở hít vào cuối cùng, mình chưa chết thì mình thở ra, thở ra là có thể là cả hơi thở ra cuối cùng. Mình buồn, không có dính mắc chuyện khác. Mà chúng tôi làm như vậy thấy cái tâm mình nó không có chạy cho khác, mà không còn lo nghĩ chuyện này chuyện kia, không có tính toán, không có gì hết, mình cũng không có mong cầu gì hết. Mình theo dõi từng hơi thở một, hít vào chết 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 chết, tức là coi như là cái hơi thở cuối cùng dừng lại, rồi xong cái thở ra mình buồn như vậy thôi, chứ không có cái gì rắc rối hay cái gì cao siêu hết, chỉ nhẹ nhàng như vậy mà thấy bình thản. Sau này chúng tôi bị một vài cái thứ bệnh khác nữa mà mình không có lo nữa, mình chấp nhận. Đó là cái già nó là như vậy, giống như cái xe cũ ấy. Tới lúc đó, nó phải hư cái này cái kia là mình chấp nhận. Dĩ nhiên mình cũng đi bác sĩ uống thuốc, nhưng mà biết rằng nó chỉ đỡ như vậy chứ không có khả, càng ngày nó càng tệ hơn. Và cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần tiếp. Các hướng dẫn hành thiền cho ngài Girimananda. Tiếp theo đây, tôi, tức là Bhikkhu Anālayo, sẽ trình bày một phương cách mà qua đó các hướng dẫn ghi trong kinh Girimananda và phiên bản Tây Tạng tương ứng có thể được áp dụng thực hành. Mục đích của tôi ở đây chỉ là để góp ý, giúp tạo hứng khởi để thực hành, không phải để ngầm hiểu đây là phương cách đúng nhất để thực hiện điều đó. Hành giả được tự do điều chỉnh để thích hợp với hoàn cảnh riêng của mình, và những gì tôi trình bày ở đây chỉ đơn thuần là một ví dụ. Thì ngài bây giờ ngài mới đưa ra một cái phương cách để chúng ta thử áp dụng cái bài kinh Girimananda. Bởi vì đúng theo cái tinh thần của bài kinh, thì sau khi Đức Phật giảng cho ngài Ananda nghe, ngài chăm chú lắng nghe xong rồi, thì ngài mới đi tới gặp trưởng lão Girimananda và ngài tụng lại hay thuật kể lại, nói lại những gì Đức Phật đã giảng. Thì ngài Girimananda, trưởng lão Girimananda nằm ở trên giường bệnh mới chăm chú lắng nghe. Lắng nghe tới đâu thực hành tới đó. Sau khi mà nghe xong suốt hết nguyên cái bài giảng của Đức Phật qua 10 cái đề tài, 10 cái đề mục đó, thì ngài hoan hỷ, ngài hết bệnh. Thì theo cách tụng của ngài Anālayo thì ngài nói ngài tụng như vậy thì khoảng 20 tới 30 phút là xong. Như vậy thì từng cái đề mục như vậy mình thấy dành 2-3 phút mình thử, mình sơ lược, mình quán lược qua, theo dõi giống như ngài Girimananda. Mà muốn được như vậy là mình phải quen thuộc với cả 10 cái đề tài đó. Thì bây giờ nếu mà mình chưa quen thuộc mình phải tập từng đề tài một, trong vòng mỗi đề tài như vậy vài ba ngày tới tuần cho thật thuần thục, sau đó mình mới tổng hợp lại được. Thì nhưng ngài thì Anālayo ngài cũng có nói trước là đây là chỉ là ý kiến riêng của ngài thôi, ngài chỉ gợi ý như vậy để mình thử thực hành, rồi mình có thể thay đổi, quyển chuyển thay đổi tùy theo cái căn cơ cũng như cái duyên nghiệp của mỗi người, chứ không phải cái cách của ngài đưa ra là đúng nhất. Ngài có cẩn thận ngài nói như vậy, ngài chỉ đưa ra như là một cái thí dụ thôi, một cái ví dụ gợi ý thôi. Tóm tắt, Đức Phật bảo ngài Ananda đến gặp ngài Girimananda đang lâm trọng bệnh và nói lại 10 pháp quán tưởng như sau. 1. Tưởng vô thường trong 5 quẩn. 2. Tưởng vô ngã trong 6 căn và 6 trần. 3. Tưởng bất mỹ hay là bất tịnh về các bộ phận của cơ thể. 4. Tưởng nguy hại về khả năng cơ thể có thể bị bệnh. 5. Tưởng từ bỏ các tâm bất thiện. 6. Tưởng ly tham để hướng tâm về Niết Bàn. 7. Tưởng đoạn diệt để hướng về Niết Bàn. 8. Tưởng nhàm chán đối với toàn thế giới để tâm hướng về Niết Bàn, buông bỏ tất cả vì tâm chỉ hướng về sự giải thoát giác ngộ thôi. 9. Tưởng vô thường trong tất cả các thành để hướng về Niết Bàn. Tất cả các pháp hữu vi, các pháp có điều kiện đều là vô thường, thay đổi luôn luôn, mình không nên bám chấp, mình chỉ hướng, tốt nhất là mình hướng về Niết Bàn, hướng về giải thoát giác ngộ. 10. Là niệm hơi thở trong 16 bước. Thì đó là 10 đề tài, 10 đề mục của trong bài kinh Girimananda. Sau khi nghe 10 tưởng này, bệnh của tôn giả Girimananda được thuyên giảm ngay lập tức. 4 pháp quán tưởng đầu tiên trong Girimananda tương ứng với 4 tưởng điên đảo
trong vô thường nghĩ là thường, đó là một sự điên đảo thứ nhất. Trong vô ngã nghĩ là ngã, đó là sự điên đảo thứ hai. Trong bất tịnh, không hấp dẫn mà mình nghĩ là tịnh, là hấp dẫn, đó là cái sự điên đảo thứ ba. Và trong khổ nghĩ là lạc, đó là sự điên đảo thứ tư. Mình nói ra, mình trong cái theo cái nhìn của ngài Analayo thì bốn pháp quán tưởng đầu tiên là tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất biển và tưởng nguy hại, là để đối trị với bốn cái tưởng điên đảo, bốn cái nhận thức điên đảo không có đúng của con người. Quán tưởng thứ năm về từ bỏ, liên quan đến từ bỏ dục tâm, sân tâm, hại tâm và các ác bất thiện tâm khác, tạo thành một bộ bốn kế tiếp. Các chị có thể theo dõi được cái hình đó thì thấy rõ ràng hơn. Để chúng tôi đưa lại cái link. Các anh chị đi theo dõi trong cái link này thì thấy rõ ràng. Quán tưởng về ly tham là cái đề tài thứ 6, đề đoạn diệt là thứ 7, về nhàm chán đối với toàn thế giới là đề tài thứ 8, và về vô thường trong tất cả các hành đề tài thứ 9, là tạo thành bốn bộ khác. Cuối cùng, pháp quán niệm hơi thở, tức là cái bước thứ 10, được thực hiện trong 16 bước, chia ra làm 4 nhóm, bộ 4 tương ứng với 4 pháp lập niệm, thân, thọ, tâm, pháp. Thì các anh chị nhìn trong cái hình đó thì thấy rõ, cái đề mục thứ 10 cũng chia làm 4 thân, thọ, tâm, pháp. Mỗi một cái nhóm như vậy là 4 bước. 4 bước đầu tiên là quán về thân, 4 bước tiếp là về thọ, 4 bước tiếp nữa là về tâm, 4 bước cuối cùng là về pháp, dựa theo hơi thở, quán niệm hơi thở. Nhịp điệu bộ 4 trong toàn thể tiến trình 10 pháp quán tưởng là như sau. Đầu tiên thì mình có vô thường, vô ngã, bất mỹ và nguy hại. Bất mỹ hay là bất tịnh. Chúng ta thấy một cái nhóm đầu tiên. Các anh chị thấy được không? Trong cái hình này. Kế tiếp là từ bỏ dục tâm, sân tâm, hại tâm, bất thiện tâm, là ác tâm. Kế tiếp nữa là 4 cái đề tài ly tham, đoạn diệt, nhàm chán với toàn thế giới và vô thường trong tất cả các hành. Kim Dung thấy được chỗ này, có vào được chỗ này, thấy rõ. Cuối cùng cái pháp quán niệm hơi thở thì chia làm 4. Bộ 4 thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thân, thọ, tâm, pháp thì xoay ra như vậy thôi. 4 pháp lập niệm giúp tăng thêm giá trị của các hướng dẫn hành thiền trong bài kinh Virima Nanda. Khảo sát đối chiếu bài kinh lập niệm trong tạng Pali và bài kinh tương ứng trong bộ A Hàm Hán Tạng cho thấy 4 chủ đề chính của 4 pháp ấy là quán về bản chất thật sự của cơ thể là bất mỹ, là vô ngã, và bản chất về tử vong. Quán về bản chất của cảm thọ, quán về bản chất của tâm, và quán về các pháp trong phương cách trao dồi những điều kiện dẫn đến giác ngộ. Chỉ có nhiều đó thôi. Trong bài kinh, các chủ đề tương ứng đó được thực hành trước khi bắt đầu một chuỗi các bước niệm hơi thở. Thực ra mình thấy ở trong cái bài kinh này thì mình quán vô thường, vô ngã, sáu quẩn, sáu căn, rồi bất tịnh, nguy hiểm, rồi từ bỏ, đi tham, đoạn diệt, nhàm chán với toàn thế giới, vô thường trong tất cả các hành. Theo cái nhìn của ngài Analayo để sửa soạn. Cuối cùng rồi thì mình quan trọng nhất là mình niệm hơi thở. Hơi thở có 16 bước. Trong bài kinh, các chủ đề tương ứng đó được thực hành trước khi bắt đầu một chuỗi các bước niệm hơi thở. Thật thế, quán tưởng về bất mỹ hay bất tịnh ở giai đoạn thứ 3, cái đề tài thứ 3, tương ứng với một trong các pháp quán thân được ghi trong tất cả các phiên bản của kinh lập niệm. Mình quán thân, cái thân của mình, nó có mấy phần của cơ thể, mình quán. Quán tưởng về nguy hại hay trở ngại trong bài kinh Giramananda, tức là đề tài thứ 4, và phiên bản Tây Tạng tương đương, bắt đầu bằng một câu tóm tắt rằng thân thể này có nhiều đau đớn, bệnh tật. Đây là một trong ba loại cảm thọ. Chủ đề của pháp lập niệm thứ hai là quán thọ thân. Mình có cái thọ khổ. Khi mình nhìn cái thân của mình càng thấy rõ ràng như vậy. Càng lớn tuổi mình thấy.
Quán tưởng về từ bỏ rõ ràng có liên quan đến tâm dựa trên sự phân biệt cơ bản giữa thiện và bất thiện. Và điều này liên quan đến những trạng thái tâm đầu tiên ghi trong kinh lập niệm của mọi phiên bản để quán tâm. Tức là khi mình nhìn cái tâm của mình thấy nó có những cái tư tưởng bất thiện nào. Tham muốn, nổi sân, nổi hại, muốn hại người khác. Hoặc là có những cái tư tưởng bất thiện khác nữa. Mình thấy rõ như vậy để mình bỏ. Các quán tưởng kế tiếp từ cái pháp quán tưởng từ mục thứ 6 tới thứ 9, tức là ly tham, đoạn diệt, nhàm chán và vô thường. Hướng tâm đến mục tiêu cuối cùng là niết bàn. Và do đó là chủ đề để bồi đắp các chi phần giác ngộ, vốn là tâm điểm của quán pháp trong bài kinh lập niệm. Rồi, tóm lại, quán tưởng bất tịnh thứ 3 là nói về quán thân. Quán tưởng nguy hại thứ 4 là quán thọ. Quán tưởng từ bỏ thứ 5 là quán tâm, và từ 6 đến 9 là quán tất cả các pháp. Đó là cái cách nhìn của Ngài Analayo. Các anh chị có thể xem thêm cái hình ở đây, trong cái liên kế tiếp. Các anh chị vào được cái ha. Tức là coi như hai cái đề mục đầu tiên là quán năm quẩn là vô thường, là 6 căn 6 trần vô ngã, có như làm nền tảng. Sau đó là bắt đầu mình quán thân, thọ, tâm, pháp. Thân thì là quán về bất tịnh, thọ là cái sự nguy hại của mình, bệnh tật, sự đau khổ, thọ khổ, rồi thọ lạc, thọ không khổ không lạc. Rồi cái đề mục thứ 5 là từ bỏ, tức là mình quán cái trạng thái tâm của mình, tâm dục, tâm sân, tâm hại, tâm ác. Rồi cuối là tiếp theo nữa là quán về pháp, tức là 4 cái đề mục kế tiếp theo là ly tham, đoạn diệt, nhàm chán và vô thường trong tất cả các hành. Nhập chung là thành quán pháp. Đó là sơ bộ, tức là thân, thọ, tâm, pháp. Rồi sau đó mình xoay qua cái đề tài cuối cùng, cái đề mục cuối cùng là niệm hơi thở. Niệm hơi thở là coi như là toàn bộ, tổng kết lại 16 bước. Thì trong 16 bước là cũng là thân, thọ, tâm, pháp thôi. Thì tóm lại mình thấy rõ như vậy. Nó chỉ xoay qua là thân, thọ, tâm, pháp, thân, thọ, tâm, pháp, thân, thọ, tâm, pháp. Trong cái 10 pháp quán tưởng này. Từ góc nhìn này, niệm hơi thở trong bài kinh Girimananda diễn ra trong cùng địa bàn hành thiền của 7 pháp quán tưởng trước. Tức là coi như là mình quán thân, quán cái hơi thở là coi như là nó tổng hợp lại tất cả những gì mình đã quán từ trước, từ cái đề mục thứ nhất cho tới đề mục thứ 9. Khởi đầu trên nền tảng tuệ quán thành lập bởi 2 quán tưởng đầu tiên là 1 và 2, tức là vô thường vô ngã. Vì thế, niệm hơi thở tóm tắt và làm viên mãn những gì đã được thực hiện trước đó, đồng thời kết hợp các chủ đề khác nhau thành một chủ đề duy nhất dựa trên sự tỉnh giác ghi nhận tiến trình thay đổi của hơi thở. Các anh chị nào vào trễ thì có thể nhắc lại, là có thể theo dõi những gì chúng tôi đọc ở đây trong cái cuốn tập sách nhỏ, trong có cái bản PDF chúng ta đưa ra cái link này. Bối cảnh câu chuyện của bài kinh Girimananda cũng giúp hành giả thực tập các hướng dẫn hành dành riêng cho Ngài Girimananda. Dựa trên giả thuyết hợp lý rằng các lời tụng của Ngài Ananda có chức năng như là một buổi thiền có hướng dẫn, có lẽ khi chăm chú lắng nghe, Ngài Girimananda thực hành 10 pháp quán tưởng đồng thời với việc trì tụng của Ngài Ananda. Điều này giúp chúng ta ước đoán thời gian cần thiết để hoàn tất một chương trình gồm 10 quán tưởng. Thì theo cái nhìn của Ngài Analayo, thay vì mình phân tích cái bài kinh này, mình chia ra từng buổi tập, thì Ngài theo cái nhìn của Ngài, nếu mà mình thật sự quen thuộc với 10 cái đề tài quán tưởng này rồi, mình phải tập trước cho quen. Rồi bây giờ nếu mình đã hoàn toàn thuần thục, phải quen thuộc rồi, thì mình có thể tổng hợp lại thành một cái buổi tập cả 10 cái đề tài này, giống như là cái trường hợp của Ngài Girimananda. Ngài đã rất, có lẽ là Ngài thuần thục lắm rồi. Bây giờ khi Ngài đau thì Ngài Ananda tới tụng lại bài kinh, hay nhắc lại, nói lại cái bài kinh, bài giảng của Đức Phật về 10 cái đề tài này, nghe tới đâu thì Ngài theo dõi tới đó, Ngài quán tưởng tới đó. Thì sau khi nghe xong cái bài giảng này gồm có 10 đề tài thì Ngài quan nghĩ Ngài hết bệnh. Thì mình thử làm như vậy, nhưng mà phải tập trước.
Cách trì tụng như thế thông thường sẽ mất khoảng từ 20 đến 30 phút để trì tụng toàn thể bài kinh. Cho phép được ngừng một khoảng thời gian ngắn sau khi trì tụng mỗi quán tưởng, để lời dạy của Đức Phật thấm sâu vào tâm, và như thế có lẽ tổng số thời gian trì tụng bài kinh là không hơn một giờ đồng hồ, hay có thể ngắn hơn. Đó. Thì có thể bây giờ có 10 cái bài theo cái cách trì tụng, cách tụng tụng kinh, cái bài kinh này của Ngài Analayo, thì Ngài nói rằng cái kinh nghiệm của Ngài, thì Ngài thấy rằng mình tụng chậm chậm, mình tụng từng lời Đức Phật, từng cái đề mục như vậy, là mình ngừng chút, bỏ đề phục, mình ngừng chút, ngừng chút, ngừng chút như vậy. Thì có thể cuối cùng khi mình đọc hết cả, tụng cả hết cái bài kinh này thì có khoảng 30 tới 40 phút. Thì là coi như là tương đương với một buổi thiền. Và có thể 60 phút mình làm chậm chậm. Mình tụng từng đề tài, từng đề mục, rồi mình ngừng lại vài ba phút để cho nó thấm thấm vào trong trong đầu óc của mình. Kinh Girimananda và phiên bản Tây Tạng tương đương đã ghi rõ ràng rằng trong bất cứ cách nào Ngài Girimananda theo dõi bài kinh, kết quả là bài kinh đó giúp Ngài khỏi bệnh. Đều nói rằng Ngài nghe xong là Ngài quan nghĩ Ngài hết bệnh. Ra mình thấy nó có cái ích lợi chỗ đó. Nhưng mà phải nói rằng Ngài Girimananda, Ngài đã quen thuộc cả 10 cái đề tài này rồi, 10 cái đề mục này rồi. Bây giờ Ngài Ananda chỉ nhắc lại thôi. Rồi mình mà nói nhắc tới đâu thì Ngài hành tới đó. Rồi sau khi mà nghe xong, làm xong 10 cái pháp này thì Ngài hết bệnh. Dựa vào đó, có vẻ hợp lý khi cho rằng thực hành 10 pháp quán tưởng trong khoảng thời gian từ 45 đến 60 phút của một buổi thiền là phù hợp với những gì kinh văn dường như chỉ ra cho thấy như thế. Theo cái kinh nghiệm của Ngài Analayo thì Ngài thấy rằng mình có thể mình tập theo như vậy. Trước hết là mình phải làm quen với cả 10 cái đề tài này, 10 cái đề mục này. Rồi bây giờ mình nghe ai tụng đó, tụng chậm chậm. Mà có lẽ nếu mà đa số chúng ta, ngay cả chúng tôi như vậy, mà nghe tiếng Pali không, có lẽ không có hiểu được, không có thấm đâu. Có lẽ mình cần một cái vị nào đó thu âm, tụng bằng cái ngôn ngữ mà mình đang dùng. Chẳng hạn như là đối với mình là tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Đối với bản thân chúng tôi có thể nghe được hai ngôn ngữ. Có thể nghe cái bài kinh tụng bằng tiếng Anh, hoặc là nghe bài kinh tụng bằng tiếng Việt, tụng chậm chậm. Rồi tụng, mình nghe tới đâu là mình hành tới đó. Thì có thể như vậy là khoảng 45 tới 60 phút là xong, là cũng xong 10 cái đề tài. Mỗi cái đề tài như vậy thì khoảng 2-3 phút, rồi ngừng chút, rồi coi như là 4-5 phút, ngừng 1-2 phút để cho nó thấm nhuần, rồi cái tụng tiếp. Dĩ nhiên, để thuần thục với từng pháp quán tưởng này cần phải mất nhiều thời gian hơn. Trong lúc ban đầu, tôi đề nghị hành giả chỉ thực hành một pháp quán tưởng trong mỗi buổi thiền. Về sau, khi đã thuần thục, có thể kết hợp thành một tiến trình các quán tưởng nối tiếp nhau trong một buổi thiền. Thì cái Ngài nói rằng đầu tiên mình phải tập cho nó quen, thuần thục cả 10 cái đề mục này. Ra mỗi ngày như vậy, có thể mình dành ra mỗi tuần hay là 2-3 ngày một đề mục thôi. Mình tục làm tới làm lui rồi cho nó quen. Rồi từ từ sau khi mình nghe, mình quen thuộc hết cả 10 cái đề mục này rồi, để mà hành thiền, thì mình có thể kết hợp ra thành một buổi thiền thôi. Trong kinh Tạng không có nhiều thông tin về Ngài Girimananda. Không biết rõ là Ngài đã quen thuộc với các pháp quán tưởng này hay không. Tại vì không có, trong kinh không có nói nhiều về cái cuộc đời của Ngài. Không biết có Ngài có rành hay không. Nhưng mà chắc là Ngài rành, bởi vì Ngài Analayo nói theo. Có lẽ Ngài, tức là Ngài Girimananda, đã có nhiều kinh nghiệm thực hành riêng rẽ. Và điều mới mẻ ở đây đối với Ngài là cách kết hợp các pháp quán tưởng ấy thành một chuỗi các bước liên tục nối tiếp nhau trong khi hành thiền. Đây là sự suy diễn riêng của Ngài Analayo. Thì Ngài nói rằng có lẽ Ngài Girimananda, Ngài giỏi, Ngài biết hết cả 10 cái đề tài này, Ngài thành thạo, thành thục rồi, Ngài có làm đi nhiều lần rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên khi mà nghe Ngài Ananda tới mà kể lại, nói lại là giảng Đức Phật cả 10 cái đề tài như vậy. Thì Ngài coi như là Ngài làm luôn, xuyên suốt luôn, cả 10, tổng hợp 10 đề tài là một lúc. Thì có lẽ lần đầu tiên. Và Ngài nghe xong, Ngài quan hỷ là Ngài hết bệnh. Thì đó là cái tác dụng của bài kinh.
Dù thế nào đi nữa, một khi đã quen thuộc 10 pháp quán tưởng này, hành giả có thể hoàn thành toàn bộ chương trình hành thiền trong một buổi. Ưu điểm về việc có nhiều đề mục thiền như thế trong một khoảng thời gian tương đối hạn chế là giúp giữ tâm, giữ kín tâm trí, không để tạo cơ hội để tâm phóng đi nơi khác. Ngay cả nếu có phóng tâm, sự kiện này dễ dàng và nhanh chóng được ghi nhận. Bằng cách này, hành giả thực hành sống động và tránh được cảnh đơn điệu phải thực hành một cách máy móc. Tức là cái điều quan trọng theo kinh nghiệm và cái nhìn của Ngài Analayo là thì Ngài nói rằng mình làm như vậy, cả 10 cái đề mục như vậy trong một buổi thiền thì cái tâm mình không có chạy theo cả, mình có chăm chú và nó thay đổi luôn luôn, thay đổi luôn luôn. Chứ còn mình giữ một cái đề mục chẳng hạn, mình có bút thô thở vào thở ra, hoặc là mình có theo dõi cái cảm thọ ở một cái thân nào mà mình thấy một chút là mình chán là cái tâm bắt đầu đi chạy nghĩ chuyện khác. Bây giờ mình tập trung vào cả 10 cái đề tài này. Mỗi đề tài 3-4 phút, rồi 3-4 phút nữa là cái tâm, cái đề mục nó thay đổi luôn luôn, mình không có tâm mình nó không có buồn chán, nó thấy nó hứng khởi, nó nhiếp vào trong cả 10 cái đề mục như vậy. Bằng cách này, hành giả thực hành sống động và tránh được cảnh đơn điệu phải thực hành một cách máy móc. Dựa vào việc xây dựng sự liên tục trong hành thiền mà phương cách này đã tạo ra trong thời gian còn lại của buổi hành thiền, hành giả có thể chuyển sang cách hành thiền tự do, ít gò bó hơn. Chẳng hạn như chỉ đơn thuần ghi nhận dòng chảy thay đổi của các chứng nghiệm trong thời khắc hiện tại. Thì bây giờ, sau khi quan sát sơ bộ này, giờ đây chúng ta sẵn sàng chuyển sang sự thực hành các pháp quán tưởng đó. Và sau đó thì trong cái tập sách cũng như trong cái bài dịch của chúng tôi thì có đưa ra chi tiết hơn từng pháp quán tưởng như thế nào, thì các anh chị có thể đọc thêm. Cái mục đích ở đây là để chúng ta làm quen hết cả 10 pháp như vậy. Và nếu mà chúng ta chưa được nghe được cái bài kinh tụng thì mình có thể tập từ từ. Như chúng tôi chưa có nghe hết đâu, có nghe tiếng Pali thôi chứ chưa có nghe tiếng tiếng Việt. Có nghe một lần chư tăng tụng một lần bằng tiếng Việt, và có ai đó phổ biến ở trên mạng thì thấy chư tăng tụng nhanh quá, có lẽ để tụng chung với lại một cái loạt kinh cầu an. Tuy có vần có điệu nhưng mà tụng nhanh quá là mình theo dõi, mình chỉ nghe không mà mình làm không có kịp. Thì có thể trong tương lai mình thâu băng cũng được cái lời kinh tụng của mình. Mình thâu băng, mình đọc chậm chậm một cái bản kinh bằng tiếng Việt, mình đọc chậm như vậy rồi mình thâu, mình ghi âm, bỏ vào trong cái điện thoại cầm tay hay là trong cái máy vi tính của mình, rồi mỗi lần hành thiền mình mở ra mình nghe mình thèm. Nhưng mà đầu tiên là phải quen thuộc với cả 10 cái đề tài này cả. Và cái hướng dẫn để hành thiền 10 cái đề mục này thì nó nằm ở trong cái bài kinh, trong cái tập sách mà 10 pháp quán tưởng mà chúng tôi có dịch ra và có phổ biến. Và một lần nữa thì cũng xin đưa lại cái link để anh chị có thể tải về xem. Thì như vậy thì chúng tôi xin kết thúc cái buổi trình bày của về sơ bộ về cái 10 pháp quán tưởng dựa theo bài kinh Giramananda. Như nói hồi nãy trước cái bắt đầu buổi sinh hoạt ngày hôm nay thì chúng tôi nói là đây là cái buổi cuối cùng. Sau trong cái loạt bài tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết, chúng tôi đã trình bày xuyên suốt cả gần 6 tháng qua, từ khoảng đầu tháng 3 cho tới bây giờ khi chúng tôi đi Việt, chúng tôi xin phép được nghỉ xa hơi vài tuần lễ, không có vào room sinh hoạt cho đến có thể 2-3 tuần nữa để tìm thêm một cái đề tài khác sẽ trở lại room. Trong cái thời gian soạn suốt 60 phút vừa qua, nếu chúng tôi có gì sơ sót thì cũng mong chứ quý chư tôn đức tăng ni và quý anh chị quan hỷ thông cảm cho. Bây giờ xin phép được đọc phần hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu.
Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọt hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng ta xin thành kính cảm ơn tri ân của chư Tôn Đức Tăng Ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn chị Nhật Quỳnh và tất cả các anh chị khác đã lắng tâm thanh tịnh theo dõi suốt gần 90 phút vừa qua, hơn 60 phút vừa qua. Trong khi trình bày có những chi sơ xuất thì cũng mong quý vị quan hỷ thông cảm cho. Trước khi xuống mic và rời rung thì chúng tôi xin kính chúc tất cả được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp đọc kinh Ratana Sutta. Yani thập bhuta ni samagata ni bhumma ni vaja ni vanta lekhe sate vaputa sumana bhavanto atho visakate sunantu pasitam tahi bhuta ni sametha sate metam karo dhamma nusija bhaja yadi vacharato chaharanti ye paling tasmahi ne rakkata pamata yam kinchi vetam itha vahudam vasake suvayam ratanam vanitam nano samangati tathagate nairam vibhute ratanam vanitam etena satyena suvati hotu khayam viragam amatam vanitam yada chaga sakya muni samahito na tena thamne na samati kinchidam vithamne ratanam vanitam etena satyena suvati hotu yam buddha setho varivanna yisu chin samati manam tarikanyamahu samati nate na sammo na vichati idam vithamne ratanam vanitam etena satyena suvati hotu ye pukkala atasatam basatha chatari etani yugani honti te thakineya sugata sasavaka ete sudinnani mahapala nairam visankhetatam vanitam etena satyena suvati hotu ye suppajota manasadam he nanikamino gotamasasanamite bhati bhata amatam vigai halatham uthani putin unchamana idam visanghe ratanam manitam etena satyena suvati hotu yathin dakhilo matha vinsito siyachato pivate pyasambakam biyo tatho bamansa purisam vadami yo hariya sachani niyavya chapasati idam visankhe ratanam vanitam etena satyena suvati hot ye ariya sachani vipavajanti ramphe dabhanye nasudesitani kincha ngont pusa pamata nate pavanga thamamadiyan thiram visankhe ratanam panitam etena satyena suvati hotu saha vasadat sanasambada yataya sudhamma chahita pavanti saka yaditi vichike chitam jasila patam vapi yadati kinchi chatur chatuh bhaje chavipamuto chachapithana vyapapokatum idam visankhetanam vanitam etena satyena suvati hotu kinchapi sokammam karoti bapakam kayena vacha vidacetas tasa vapapo sota sampati
cha đa pa pa ta di sa ba da sa vô ta y đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng e te na sa che na su hoa thi ho vua na ba gom bê cha tha pu si ta ke him ha la ma se ma tham ma sming gim he ta thu ba mang tham ma wa rang a de si ni pa na ga ming pa ra mang ita jay đam bi bu the ra ta năng pa ni tăng ê thế na sát chế na su hoa tu hồ tu hoa đồ qua răng nhu qua ra đồ qua ra hồ đồ anh lô ta đồ tham na qua răng a đê sa yi đam bi bồ thế ra ta năng ba ni tăng ê thế na sát chế na su hoa tu hồ tu khi năng bu ra năng na văn na thi sam pha văn qua ra tu chi ta ya ti kê pha hoa sming thế khi na bi cha a vi đun Vì đồn chán đà nếp bàn thị thị đà Yà thà yàm bà đi bồi đâm vi sáng khê đà tà năng bà ni tăng Ê tê na sá chê na su hoa tê hô tu yà ni ta phô ta ni sá ma gà ta Ni phùm ma ni hoa yà ni hoa nu ta lê khê Tà thà gà tăng đê vô ma nô sá bù chi tăng bồ tăng Nà ma sá ma su hoa tê hô tu ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni va ya ni van ta li khe ta tha ga tang de go ma no sa pu chi tang pum ma na ma sa ma su va ti ho tu ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni va ya ni van ta li khe ta tha ga tang de go ma no sa pu chi tang sang khang na ma sa ma su va ti ho tu Dạ, con đã đọc xong lời kinh Lát Tát Lát.